Y như trong phim, y như trong chiếu rạp các anh chị. You've never seen the world like this. Welcome to the next generation of online networking. Crowd One has the power to change everything. Macau 2020. What?
hello. Cái dòng nhạc này cực kỳ hay các anh chị. Được 300 thành viên like, 300 thành viên là chúng ta bắt đầu anh chị ha. Tôi đến từ một nơi hẻo lánh của thế giới. Tôi sinh ra ở một ngôi làng nhỏ bên ngoài thành phố mà chưa từng ai nghe nói tới. Tôi đã học rất tệ ở trường. Tôi không vào trường đại học. Tôi không có tương lai. Dựa theo ý kiến của những người xung quanh, tôi đã làm rất nhiều thứ. Nhưng tôi sẽ kể cho các bạn nghe một điều rất quan trọng. Tôi đã chịu trách nhiệm cá nhân cho tương lai của chính mình. Cuộc sống không có lối tắt và không có thứ gọi là miễn phí. Tất cả chúng ta đều muốn thành công và muốn chịu trách nhiệm về cuộc sống của chúng ta và làm điều gì đó khi chúng ta có cơ hội. Nhưng mà chúng ta không được cho cơ hội, nó không hề dễ dàng. Rowan sẽ cho chúng ta cơ hội. Tôi đã đưa 3 công ty của tôi trên sàn giao dịch chứng khoán và đây sẽ là công ty số 4. Tôi đã thành lập 3 công ty trị giá 1 tỷ đô mỗi công ty và Rowan sẽ là công ty số 4. Chúng tôi cung cấp cho bạn các sản phẩm bạn cần để bạn đi đến nơi mà bạn muốn đến. Và nếu bạn làm việc chăm chỉ với những gì bạn tin tưởng và sự cam kết cống hiến và thực hiện nó với đam mê, bạn sẽ thành công ở đây. Bởi đó là cách thế giới hoạt động. Cuộc sống vốn không công bằng, nhưng tất cả chúng ta đều là người chiến thắng. Cuộc sống vốn không công bằng, nhưng chúng ta là những người chiến thắng. À. Đừng bỏ cuộc. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Never give up. Đừng bao giờ để một ai đó kéo bạn xuống. Nếu mọi người đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng bao giờ để ai kéo bạn xuống. Hãy chứng minh điều ngược lại bằng cách làm việc thêm 2 giờ nữa hàng ngày. Chúng ta đã biết nhau hoặc rồi. Và bây giờ tôi muốn hỏi em trước tất cả các thành viên Rowan. Em có muốn cưới tôi không? Yes. Dạ.
Chúng tôi đã làm một cái gì đó để cho công việc của bạn dễ dàng hơn, nhiều niềm vui hơn và làm việc nhanh hơn. Một thiết kế web hoàn toàn mới với các chức năng mới, một văn phòng hỗ trợ mới, và bạn hỏi khi nào nó sẽ ra mắt. Câu trả lời là hôm nay. Đừng quên bạn là người tiên phong. Bạn đang ở đây trước khi chúng ta thực sự cất cánh, trước khi làn sóng lớn này được lan tỏa trên toàn thế giới. Chúng ta là công ty phát triển nhanh nhất trong lịch sử. Chúng ta là công ty phát triển nhanh nhất trong lịch sử. Cho tương lai à, các anh chị em phải nhớ điều đó ha. Chúng tôi minh bạch, chúng tôi sẽ ở ngoài kia và cho mọi người thấy rằng chúng tôi sẽ ở đây mãi mãi forever. Đó là mong muốn và hy vọng. Chúng ta là ai? Chúng ta là ai? Rowan. Bất khả thi là không gì cả. Wow. Impossible is nothing. Ok, tuyệt vời. Vừa qua chúng ta đã trải qua những giây phút để nghe những cái đoạn video clip ngắn. Lời đầu tiên, cho Minh Vũ xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị em thành viên của Myra One đang có mặt trong chương trình live stream vào tối ngày hôm nay. Lời đầu tiên, cho Minh Vũ xin gửi lời chúc tất cả các anh chị em thật nhiều niềm vui và có một buổi tối an lành. Và sau cái buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ ngủ ngon hơn để đón chào ngày mai là ngày Chủ nhật. Thì các anh chị em sẽ có những niềm vui bên cạnh là người thân và những bạn bè của các anh chị. Ok, hiện tại bây giờ là được hơn 400 anh chị em đang nghe live stream. Vừa qua chúng ta đã nói chung là sẽ có những cái thông tin tích cực và những thông tin tiêu cực ha. Thì tích cực thì sẽ có rất là nhiều người sẽ nghĩ theo cái hướng tích cực, và có nhiều người sẽ nghĩ theo hướng tiêu cực. Với góc nhìn của Vũ thì tích cực thì phần lớn, còn tiêu cực thì mình cũng sẽ thấy được những điều ở đó là những cái điểm này điểm kia thì chúng ta cần phải rằng là gì khắc phục để làm sao cho nó tốt hơn. Ok, bây giờ Vũ muốn chia sẻ các anh chị em về cái phần đầu tiên mà gọi tiêu cực một xíu đi ha, cho tiêu cực một xíu. Mà mấy bữa nay thì có rất là nhiều anh chị em đang xôn xao, nào là những cái văn bản từ những cái đơn vị, những cái công an huyện, đúng không, ở Việt Nam, hoặc là ví dụ giống như là ở Philippines, đúng không, thì họ gọi là ủy ban chứng khoán gì ở bên Philippines đó, là họ không có cho là bán cổ phiếu đó. Đó là mấy cái ý chính. Và nhiều anh chị em là thực sự mà nói thì rằng là khi mà chúng ta làm rau rồi, những ai mà đã hiểu rau trong thời gian 5 tháng qua và trải qua những cái cung bậc cảm xúc cũng như là cái mà rau đã làm, cái rau nói và thực hiện, cái rau trình bày và những cái sự đổi thay, và ở đây là chúng ta đã thấy hết tất cả những điều đó. Từ những cái việc mà thay đổi giao diện website cũ qua những website mới, từ cái việc mà dời trụ sở nằm ở Dubai và chuyển về trụ sở ở châu Âu, ở Madrid, Tây Ban Nha. Từ cái việc mà Round One có thêm ở công ty mẹ, đó là gì? Là công ty mẹ đúng không? Là có hết, đầy đủ hết trên mọi thứ. Các anh chị em có thể thấy, đó là Impact City. Các anh chị em có thấy công ty mẹ tên là Impact City. Thì các anh chị em có thể truy cập vào website công ty mẹ của Round One. Ở trong đó là cái người điều hành đó là ông Johan. Các anh chị em thấy đó. Thì có mã số thuế, có tất cả tần tật địa chỉ, có thông tin đầy đủ công ty ở châu Âu và làm theo luật của châu Âu. Thì các anh chị em biết rằng là còn ở bên Philippines đó là một công ty con, một công ty mà trước đây khi mà Rao vẫn còn là trụ sở ở Dubai. Các anh chị em hình dung ý không? Thì các anh chị em biết rằng là ở Philippines, thị trường Philippines, những người làm rau ở Philippines cũng rất là đông. Thực sự mà nói là cực kỳ đông. Bởi vì cái người mà đang đứng top của công ty, họ đang đạt được cấp độ là Ambassador. Ambassador là Ambassador mà các anh chị em biết là cái cấp mới ra đó.
trong chương trình mà livestream mà vừa rồi ngày 25 tháng 4 công ty ra mắt á, thì là gì ạ? Là có một người ở bên Philippines họ đã đạt tới cái mức đó rồi. Thì các anh chị em biết rằng là ngày mùng 1 Tết, ngày mùng 1 Tết mà Tết ta của mình á, thì có một cái sự kiện tới 10.000 người là ở bên Philippines. Thì các anh chị em biết là Philippines phát triển rất là mạnh. Nhưng mà bên cạnh đó thì sao ạ? Bên cạnh đó thì là có nhiều người thì họ làm sai, hoặc là bên cạnh đó thì có nhiều cái đối thủ. Các anh chị em biết rằng là Round là một công ty phát triển, gọi là phát triển cộng đồng, gọi là nhanh nhất trong lịch sử. Các anh chị em phải hiểu cái chỗ đó. Họ phát triển nhanh nhất trong lịch sử các anh chị. Có nghĩa từ xưa tới nay chưa ai làm được cái điều đó. Có nghĩa là chỉ có mới hơn một năm thôi, một năm vài tháng thôi, họ đã tạo ra một cái con số khủng khiếp, đó là trên 5 triệu thành viên. Đó là cái mà các anh chị em cần phải thấy. Thì khi mà các anh chị em là người dẫn đầu, các anh chị em là người tiên phong, các anh chị em là người mà gọi là giống như là nổi trội, các anh chị em là cái người mà gọi rằng là gây phá sản, nói sự thật là gây phá sản hoặc là gây khó khăn cho các đối thủ khác, cho các cái công ty khác, thì tất nhiên các anh chị em cũng phải chịu những cái gọi là tác động, những cái điều mà nói xấu, những cái điều tác động này tác động kia ảnh hưởng. Đó là chuyện bình thường các anh chị. Vũ nói thiệt các anh chị, trong cái livestream trước đó Vũ cũng nói rồi. Các anh chị em không tin thử coi. Bình thường các anh chị em đang bình thường nha, tự dưng các anh chị em giàu lên thử coi. Các anh chị em về quê thôi, các anh chị em về quê thôi là các anh chị em đã thấy khổ sở rồi. Những ai mà trải qua cái việc đó thì phần lớn các anh chị em sẽ cảm giác hiểu được như thế. Hoặc là các anh chị em có nhiều người họ nung nấu 10 năm, có nghĩa là họ nung nấu 10 năm hoặc 20 năm, họ đầu tư, đúng không? Họ đầu tư vào tri thức, họ đầu tư vào các mối quan hệ, và đúng cái thời điểm đó cái tự dưng họ làm giàu lên mà nhiều người không biết được. Và bắt đầu là sao? Ồn ào xì xèo, nói ở cái thằng đó là ăn cướp, thằng đó là nó buôn ma túy, thằng đó là chắc là hốt được của ai đó, hoặc là thừa kế của ai đó, hoặc là cái gì đó. Các anh chị em hiểu ý chỗ này ha? Hoặc là trúng số gì đó. Họ không công nhận những cái gì chúng ta đã tích lũy từ trước. Các anh chị em dùng ý không? Cái mà Round One phát triển nhanh nhất trong lịch sử, các anh chị em phải hiểu được một điều rằng là gì? Một điều mà các anh chị em phải hiểu rằng là gì? Những người khởi nghiệp bình thường ngày xưa là họ từ con số 0. Họ rất là nghèo, họ không có tiền. Khi họ xây dựng một doanh nghiệp nào đó, họ phải đi huy động tiền này, tiền kia. Các anh chị em hình dung ý ạ. Rồi họ gây quỹ này, gây quỹ kia, bắt đầu họ từ từ phát triển, từng bước họ phát triển. Được chưa? Còn ở Rao, nó khác ở một điểm là người ta, là ông Johan á, và cái ông đồng sáng lập đó, là hai người mà gọi là trong lãnh đạo của công ty á, là gì ạ? Là họ đã là những người tạo ra công ty tỷ đô rồi. Trong 20 năm qua họ đã làm mưa làm gió trên thế giới rồi. Họ có tên tuổi trên thế giới rồi. Các anh chị em hình dung là họ đã từng tạo ra 3 công ty trị giá trên 1 tỷ đô la. Họ không phải là những người khởi nghiệp là đói, bắt đầu mới có được một số vốn, xong bắt đầu là mở doanh nghiệp ra rồi từng bước làm nữa. Cái đó nó khác hoàn toàn các anh chị. Và thêm một cái nữa rằng họ đã từng tạo ra cách đây cả mười mấy 20 năm. Họ đã từng tạo ra một công ty rất là lớn, có hơn 3.500 nhân viên ở trên 30 quốc gia trên thế giới. Các anh chị không tin, các anh chị em có thể search Google, search Forbes, cái website mà đánh giá đó, không phải bây giờ nó mới đăng lên, mà nó đăng lên cách đây mười mấy năm, 20 năm trước rồi. Trong những sự kiện ở Philippines, đâu, trong sự kiện ở Singapore rồi các anh chị. Họ đã nói tên ông Johan là đã tạo ra những công ty như thế rồi. Chứ không phải là những người mới tay mơ mới bắt đầu khởi nghiệp. Chính vì cái chỗ mà họ nung nấu từ xưa tới nay mười mấy 20 năm này. Các chị em hiểu ý chỗ này ha. Họ nung nấu nhiều năm nay. Và bây giờ họ tạo ra, họ thấy được một cái ý tưởng của Round quá hay đi. Bắt đầu sao? Họ đầu tư vào và họ thúc đẩy nó và làm nó để cho nó phát triển. Các anh chị em có thấy có cái công ty nào, nói sự thật nha, có cái công ty nào mà là gì, khi phát triển mà thị trường châu Âu họ tham gia nhiều như thế không? Các anh chị em có thể thấy mấy ngày qua đi, khi mà châu Á bắt đầu nghe những cái tin như là ở Philippines hay là bắt đầu nó lan qua Việt Nam, thực ra Vũ đã biết cách đây một tháng rồi, người ta đã sâu rồi, đưa cái ba cái chuyện bình thường.
chuyện bình thường của cuộc sống, chuyện bình thường của một công ty, chả vấn đề gì cả. Các anh chị em vô, mà ra họ vẫn bình thường mà. Nên các anh chị em phải hình dung ra một cái điều mà các anh chị em cần phải thấy một cái điều chỗ này nè. Rao, hiện tại bây giờ, trong mấy ngày qua các anh chị em thấy, Pháp này, Anh này, châu Âu này, phần lớn các nước châu Âu, họ lại tham gia nhiều khủng khiếp. Nhiều hơn sức chúng ta tưởng. Đúng á. Chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình mà, trong từng tài khoản của các anh chị. Nếu mà nó đã giả dối, có nhiều người cứ nói rằng là, chắc cái thông tin đó là xạo. Mà các anh chị em có thấy có xạo không? Các anh chị em làm 5 tháng rồi đó. Các anh chị em làm 2 tháng rồi đó. Các anh chị em làm 1 tháng rồi đó. Các anh chị em vô trong văn phòng xem đó. Cả tháng, cả 2, 3 tháng, cả 4, 5 tháng này. Các anh chị em thấy nó có thật không? Con số nó thật hay con số nó xạo? Toàn bộ con số nó là thật chứ có xạo đâu. Đúng không ạ? Hôm nào Việt Nam tham gia nhiều là các anh chị em thấy Việt Nam xuất hiện trên nó đầy luôn. Mấy bữa nay các anh chị em thấy cờ Việt Nam ít không? Ít, lâu lâu vẫn có. Nhưng mà Pháp tham gia nhiều? Nhiều. Đức tham gia nhiều? Nhiều. Nước Anh tham gia nhiều? Nhiều. Thụy Điển nhiều? Nhiều. Phần Lan nhiều? Nhiều. Na Uy nhiều không? Nhiều. Đúng không? Đó là cái vấn đề chúng ta cần phải thấy. Vậy mới nói rằng là gì? Khi mà chúng ta bắt đầu là gì? Lo lắng thì những cái quốc gia đó họ lại phát triển rất là mạnh. Mà các anh chị em biết rằng là gì? Những khu vực mà ở châu Âu mà họ tham gia như vậy, họ tham gia lớn như thế thì điều tuyệt vời các anh chị. Không phải tự dưng mà họ ăn không ngồi rồi để họ tham gia 99 đồng với rau đâu các anh chị. Sự thật mà các anh chị em cần phải thấy. Không phải tự dưng dân châu Âu thu nhập cao mà tự dưng ăn ở không mà để tham gia với 99 đồng đâu. Tất nhiên là trong cái thời kỳ dịch như thế này, họ có những cái họ bị ngưng trệ các cái công việc. Nhưng trước đó họ đã tham gia khủng khiếp rồi các anh chị. Đó là cái mà chúng ta cần phải thấy ha. Và cái thêm một cái nữa các anh chị em phải chú ý chỗ này nè. Các anh chị em thấy đi, bản thân Facebook thôi. Ngay tới bây giờ Facebook cũng đâu phát triển được thị trường Trung Quốc đâu các anh chị. Đúng không ạ? Ngay cả một số thị trường như Iran cũng đâu có xài được đâu. Và rất là nhiều thị trường đâu có xài được đâu. Nên rằng là gì? Cái chuyện mà phát triển khi mà họ phát triển là phát triển toàn cầu. Các anh chị em hình dung ạ. Đôi lúc sẽ có những đối thủ này, đối thủ kia. Đôi lúc sẽ có những cái luật định này, luật định kia. Nó tác động đến. Nhưng ở đây Vũ sẽ phân tích sâu thêm một xíu theo góc nhìn của Vũ. Chứ không phải theo góc nhìn của công ty. Được chưa? Góc nhìn của Vũ là một cái người bình thường thôi. Và Vũ thấy nó, và Vũ cảm nhận nó, và Vũ thấy được. Và Vũ chia sẻ theo góc nhìn của Vũ nha. Ở đây không phải là theo góc nhìn của công ty. Cũng không có lời gì từ công ty cả. Bản thân công ty cũng không có sâu cho Vũ, không có đưa thông tin gì cho Vũ hết. Đây chỉ là góc nhìn của Vũ thôi. Được chưa? Và Vũ chỉ chia sẻ góc nhìn của nhìn nhận của Vũ ha. Còn ai thấy được thì ok, còn không thấy được thì chịu thôi à. Mỗi người sẽ có một góc nhìn, bởi vì tất cả mọi người như nhau. Còn thì Vũ thấy cái này nó hay, thấy công việc nó như thế này, đúng không ạ? Nhưng mà có khả năng phát triển được toàn cầu, thì Vũ sẽ hướng cho các anh chị em, giúp cho các anh chị em, hỗ trợ cho các anh chị em làm sao có thể phát triển cộng đồng ra toàn cầu. Đó là điều mà Vũ mong muốn nhất. Các anh chị em hình dung rằng là gì? Là trong cái mà ở bên Philippines, họ nói như thế này nè. Có nghĩa rằng là gì? Có nghĩa rằng là nói rao là bán cổ phiếu. Đó. Có nghĩa rằng Ủy ban chứng khoán là họ kêu là rao là bán cổ phiếu. Nhưng thực ra rao không bán cổ phiếu. Các anh chị em phải hình dung rằng là gì? Là rao là bán các khóa học. Các anh chị em thấy có 4 khóa học đúng không? Và trong đó các anh chị em có thấy trong tài khoản của chúng ta đều là gì? Là education hết. Được chưa? Khi chúng ta sử dụng sản phẩm này, đúng không ạ? Hoặc không sử dụng nó, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta thấy được những cái tiềm năng khác. Các anh chị ơi, chúng ta thấy được những tiềm năng khác. Giống như bây giờ Vũ nói các anh chị em đơn giản đi. Ngày đầu tiên của Facebook, khi Facebook mới bắt đầu xây dựng, hình thành lên. Thực ra mà nói rằng là đâu có phải ai cũng xài Facebook đâu. Bởi vì trước đó họ xài SmilePay. Những cái mạng xã hội khác. Chứ đâu có xài Facebook đâu các anh chị. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà lúc đó Facebook mới tạo ra những cái con game. Những cái trò chơi giải trí. Nếu mà những ai mà ngang tuổi mà khoảng tầm là 20 mấy, 30, khoảng, nói chung là khoảng tầm 10 năm trước á, thì các anh chị em sẽ thấy rằng là gì? Người ta tham gia Facebook, phần lớn lớp trẻ hoặc là lớp bình thường á, người ta tham gia Facebook không phải để chơi Facebook nhiều. Không phải ứng dụng giống như bây giờ là gì? Chụp hình selfie nhiều.
selfie á, họ chụp hình á, là chỉ có mới gần đây thôi. Nhưng thực ra trước đó người ta tham gia Facebook á, có một nhóm người ở nhóm người á, thì sử dụng Facebook bằng cách đó là gì? Để chia sẻ cảm nhận cá nhân. Nhưng mà phần lớn á, là người ta vô người ta chơi game nông trại hay gọi là farm. Đúng không? Cái lượng mà chơi game á, nó khủng khiếp. Nhưng bây giờ các anh chị em có thấy ai vô Facebook để mà chơi game mấy nữa không? Không, rất ít. Nhưng mà quảng cáo game của Facebook, quảng cáo game thì rất là nhiều. Có thể rằng là gì? Facebook có thể rằng là gì? Hợp tác với các đối tác. À, có nghĩa là gì? Tao quảng cáo game cho mày trên cái nền tảng của Facebook. Hoặc ví dụ giống như là gì? Facebook nó tạo ra những con game, hoặc là tạo ra những công ty game, hoặc Facebook mua luôn cả những công ty game. Được chưa? Các anh chị em hình dung, khi họ lớn rồi họ có thể mua rất là nhiều. Và các anh chị em biết rằng cách đây khoảng tầm có 1 tuần chứ mấy, Facebook mua lại một cái công ty mà gọi ảnh gift thôi, đơn giản thôi, chỉ giá 400 triệu đô la các anh chị. Các anh chị em hình dung ý, đó là cái mà gì, khi mà bắt đầu họ lớn, họ mua lại. Đó, nên tại sao các anh chị em thấy thì Facebook có thống trị lâu dài. Google cũng vậy thôi, công ty nào mà xuất hiện mà thấy ngon ngon mua hết. Đúng không ạ? Đó là cái mà các anh chị em cần phải chú ý. Đó, ngay cả Microsoft cũng thôi, cũng vậy, khi mà thấy thằng nào to cái mua hết. Đó, ngay cả Apple cũng vậy thôi. Nên họ mới giữ được cái vị trí mà gọi tiên phong trong lĩnh vực, trong cái ngành nghề của họ, trong lĩnh vực internet. Đằng sau lưng đó nhiều lắm các anh chị. Ngay các anh chị em vô Amazon đi, nếu mà ai hiểu về cái công ty Amazon, các anh chị em thấy là nó mua rất là nhiều công ty. Khi họ lớn mạnh á, họ sẽ sao? Họ sẽ trở thành giống như một tập đoàn, họ mua các công ty, họ thấy các đối thủ tiềm năng họ sẽ mua. Và các anh chị em biết đó, rằng là ngay cả WhatsApp cũng vậy các anh chị. Cái nền tảng mà chat WhatsApp á, gọi điện thoại qua WhatsApp vậy thôi. Mà các anh chị em biết bao nhiêu, mấy năm trước Vũ thấy là chắc có phải tầm là 7-8 năm rồi đó. Mà lúc đó đó nha, là Facebook á, đã mua WhatsApp với trị giá 19 tỷ đô la các anh chị. Bởi vì nếu mà Facebook không mua là bây giờ Facebook á, là mệt rồi đó. Bởi vì WhatsApp là một cái công cụ rất là tuyệt vời. Đó, cái các anh chị em thấy. Thì ở đây á, các anh chị em dùng như thế này. Rao là bán các khóa học đúng không ạ? Sản phẩm của họ là như thế. Còn bắt đầu họ có những sản phẩm khác nữa. Nhưng mà sao? Họ tạo ra được một cái cộng đồng. Nhưng vấn đề cái chỗ á, rằng là nhiều người, nhiều thành viên họ đi nói rằng tôi đi bán cổ phiếu. Nhưng mà theo cái những cái luật định của thị trường chứng khoán qua những cái tổ chức chứng khoán á, thì họ không cho phép điều đó. Các anh chị em hình dung á, nên rằng á, là ở đây á, thì sao? Ở đây các anh chị em hình dung rằng là gì? Rao á, họ làm theo động tác, chẳng hạn giống như họ đang nói rằng là gì? Thay vì bình thường các công ty, các tập đoàn, thì khi mà khởi nghiệp cho tới lúc thành công, ví dụ 5 năm đi, hoặc 3 năm, hay 5 năm, 10 năm, mười mấy năm, thì họ lên thị trường chứng khoán. Thì lúc này á, thì những ai mà sở hữu cổ phiếu á, được chưa? Thì sao? Họ sẽ được hai cái giá trị cơ bản. Một, đó là gì? Cổ phiếu tăng giá, họ bán, họ kiếm lời. Được chưa? Thứ hai, họ giữ cổ phiếu đó, thì cứ hàng quý, công ty đó nó kiếm được lợi nhuận, thì họ sẽ chia lợi nhuận đó cho những ai sở hữu cổ phiếu. Các anh chị em hình dung ý, phần lớn rằng là gì? Việc chia lợi nhuận này là đến sau khi công ty đó, tập đoàn đó lên thị trường chứng khoán. Ok chưa? Các anh chị em hiểu, đó là làm theo tiêu chí của những cái phần lớn là làm theo tiêu chí của những thị trường chứng khoán, những cái tổ chức chứng khoán. Ok ha? Còn cách nhìn của Rao là sao? Cách nhìn của Rao là thay vì tôi phải chờ tới 4 năm nữa tôi mới lên được thị trường chứng khoán, chờ 5 năm nữa tôi mới lên thị trường chứng khoán, thì bây giờ tôi hoạt động kinh doanh, tôi có lợi nhuận, tôi chia luôn từ bây giờ. Các anh chị em hiểu ý chỗ này ha? Thay vì phải chờ 4-5 năm nữa để chia, thì bây giờ tôi chia luôn từ bây giờ được không? Được. Thì bắt đầu thì họ nghĩ ra một cái cách rất đơn giản rằng là gì? Khi anh chị em sở hữu cái 99, gói 99 á, đúng không? Các anh chị em có được những cái khóa học riêng của các anh chị ở trên đó, đúng không? Rồi các anh chị em sẽ được thêm nhiều cái tính năng của Rao. Ok chưa? Gọi là sau này các anh chị em sẽ vô đây, các anh chị em sẽ được rất là nhiều cái sản phẩm từ trong Rao này. Ok. Thì bên cạnh đó các anh chị em sẽ được thêm cái gì? Rao One Reward. Ok chưa? Trước đây mình gọi là Owner Rights. Đúng không? Owner Rights. Bây giờ chúng ta đang gọi đó là gì? Rao One Reward. Là gì? Tổng thể về 2-1. Thay vì Appfigo và Mister, bây giờ tổng thể về thành một là Rao One Reward. Vậy thì khi các anh chị em
giữ cái round one reward này, thì dựa theo cái số lượng round one reward các anh chị em có, giống như là gì, giống như mà các anh chị em trong thời gian tới các anh chị em sở hữu cổ phiếu của các cái tập đoàn, các công ty, thì khi mà các anh chị em sở hữu cổ phiếu của các công ty, các tập đoàn thì sao, thì họ sẽ dựa theo cái số lượng cổ phiếu để họ chia lợi nhuận cho các anh chị, đúng không ạ? Đó là chuyện bình thường các anh chị. Còn ở đây là gì, họ sẽ dựa theo cái số round one reward để hàng quý họ sẽ chia lợi nhuận khi họ kiếm được, ok chưa? Bây giờ thì chúng ta chưa thể bán được cái này, bởi sao vậy? Bởi vì round chưa mà, round mới bắt đầu mà, đúng không? Nhưng mà họ nói thay vì các bạn phải ngồi chờ cho 4-5 năm nữa để chúng tôi làm thành công rồi, chúng tôi ra công chúng rồi, thì các anh chị em mới hưởng cái điều đó, đúng không? Hưởng được những cái giá trị từ cái việc các anh chị em bán cổ phiếu đi, rồi các anh chị em được chia lợi nhuận. Thì bây giờ tôi đã chia từ bây giờ rồi. Bây giờ Vũ hỏi thật các anh chị này, có một người bạn mở ra một công ty, đúng không ạ? Hoặc là các anh chị em thấy chương trình sách tay, các anh chị em thấy rồi đó, các sát đó, đúng không ạ? Đi mua cổ phiếu của một công ty nào đó, đúng không? Mua cổ phần đó, của một công ty đó, đúng không ạ? Rồi bắt đầu sao? Đâu có phải được chia liền đâu, đúng không ạ? Các anh chị nhớ, bây giờ các anh chị em mua cổ phiếu của một công ty chưa lên thị trường chứng khoán đi, là các anh chị đang giữ đó. Khi nào mà họ thành công thì các anh chị em mới kiếm được từ lợi nhuận từ cái việc là gì? Từ cái việc là cổ phiếu các chị em giữ từ bây giờ, đúng không ạ? Thì sau đó khi thì lên được thị trường chứng khoán rồi sao? Thì các chị em có lời. Còn nếu mà các chị em giữ lại thì sao? Thì các chị em cứ được hàng quý công ty cứ thu kiếm được lợi nhuận công ty nó chia. Ok, thay vì một cái là phải chờ tới một thời gian sau người ta mới chia lợi nhuận cho các anh chị, thì bây giờ một cái góc nhìn khác của Rao đó là chia sớm cho các anh chị, ít cũng được, nhưng mà cứ phải chia. Bởi vì công ty kiếm được lợi nhuận là không, tôi không có cần phải chờ cho tới vài năm sau để tôi chia. Đó là cái cho anh chị em cần thấy. Còn đối với những người hệ thống, các anh chị em khi phát triển cộng đồng đi, thực ra hoa hồng với chính sách đó, các anh chị em không cần, nói thật, không cần phải chia hàng tháng, hàng quý, các anh chị em cũng đã làm rồi, đúng không ạ? Sự thật mà nói như thế. Nếu mà nói về góc độ là làm hệ thống, thì các anh chị em cần, chỉ cần nói là chương trình gì, hoa hồng hệ thống thôi, trái phải thôi, và hoa hồng matching thôi, là các anh chị em đã khoái rồi. Còn cái này các anh chị em được thêm, bởi vì gì sao? Bởi vì cái này nó mang yếu tố lâu dài. Ngoài cái chuyện các anh chị em kiếm thu nhập, chẳng hạn ví dụ như bây giờ đi, Vũ nói luôn cho các anh chị em, cho nó vuông ra. Ở ngoài Bắc á, nó hay có cái dùng cái từ là nói cho nó vuông, đúng không? Vũ không biết cái ý nghĩa nó sâu đâu, nhưng mà Vũ thường thường nghe người ta nói như thế. Ngày mai tất cả chúng ta nghỉ hết đi. Ngày mai Vũ nghỉ luôn, không làm rau nữa. Tất cả chúng ta đều nghỉ hết. Xem coi rau có trả hoa hồng không? Trả chia lợi nhuận không? Các chị em hiểu cái chỗ này không ạ? Cả thế giới họ đang làm, họ kiếm được lợi nhuận. Thì các anh chị em đang ở vị trí nào, level nào, ở cấp độ nào, thì họ vẫn chia cho các anh chị, dù các anh chị em có làm hay không làm. Rồi số lượng các anh chị em sở hữu ra one reward, các anh chị em có làm hay không làm, thì cái thế giới này nè, 100 mấy chục quốc gia đó, họ làm, mà công ty vẫn kiếm được thu nhập, thì họ vẫn chia cho chúng ta. Đó là cái chúng ta hướng tới. Các anh chị em hình dung đi, giống như các anh chị em sở hữu cổ phiếu của Facebook hay là Google, thích thì các anh chị em kẹt tiền, các anh chị em đem bán, đúng không ạ? Đúng không ạ? Nhưng trước khi lên thị trường chứng khoán, người ta không thể bán được, người ta chỉ có thể làm gì, thủ thỉ nhau. Bạn ơi, bạn có tin tưởng ông chủ của Facebook không? Nếu tin tưởng thì tôi có đang có số cổ phần này nè, bạn mua lại của tôi được không? Đúng không ạ? Không tin, các chị em đi hỏi thử những người đang làm thị trường chứng khoán, các chị em có thể thấy được điều đó mà. Nhưng khi mà họ lên thị trường chứng khoán rồi, thì các chị em có thể đặt lệnh công khai, có nghĩa các chị bán rất là dễ thông qua các sàn giao dịch, thông qua các thị trường chứng khoán. Còn trước khi lên thì sao ạ? Trước khi lên là trao đổi với nhau, đúng không? Bằng mối quan hệ với nhau. Đó, đó là cái các chị em cần chú ý chỗ này. Thì ở đây cái lùm xùm ở chỗ là gì? Thì các anh chị em biết được rồi, tại sao các công ty khác á,
nó ít bị tai tiếng. Những công ty truyền thống nó bị ít bị tai tiếng khi mới bắt đầu. Nó giống như vậy các anh chị này. Chẳng hạn như bây giờ đi, chủ Facebook đi, hay chủ Google đi, hay là chủ Alibaba đi, hay là chủ của Amazon đi, hay là chủ của Zalo đi, hay là chủ của những cái công ty tập đoàn đi. Thì sao ạ? Thì khi họ mới bắt đầu á, thực ra các nhà đầu tư của họ á, chỉ có vài người thôi, hoặc là vài chục người thôi, thì nó ít xảy ra cái hiện tượng rằng là gì? Đi nói này nói kia. Các anh chị em hình dung ý không? Cái vấn đề là chỗ là ít người, người ta quản lý được. Lâu lâu có một thành phần mà coi như là ba trợn đó, trong cái group đó, đó họ muốn bán thống bán tháo. Hoặc là ví dụ giống như là họ khó khăn quá, họ không biết bằng cách nào họ bán thống bán tháo. Hoặc là gì, họ nói rằng là tuyệt, họ nói cho quá lên để làm gì? Để gì? Để tại vì họ đang sở hữu cái cổ phiếu của cái công ty đó mà, của Google, của Facebook mà, khi chưa lên thị trường chứng khoán. Hoặc là ví dụ của Phạm Nhật Vượng đi, đúng không? Khi Phạm Nhật Vượng chưa đưa công ty Vingroup lên thị trường chứng khoán đi, đúng không? Hoặc là FLC chẳng hạn, hoặc là cái công ty gì của bà Thảo gì của Vietjet chẳng hạn, khi chưa lên thị trường chứng khoán đi, thì những người đó, thì trong cái số nhà đầu tư đó, thì đôi lúc cũng có những nhà đầu tư là gì, họ kẹt tiền quá, họ muốn bán, nhưng mà những cái người kia họ không mua lại thì bắt đầu họ cứ làm này làm kia, thì lâu lâu nó mới xuất hiện những cái scandal. Còn phần lớn là gì, chỉ có vì có một nhóm nhà đầu tư nhỏ thôi nên họ có thể rằng là gì, chia sẻ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, có nghĩa họ kiểm soát được các thông tin. Nhưng mà đối với thị trường về network, đối với thị trường network thì sao? Cộng đồng, có nghĩa là gì? Nhiều người sở hữu. Các anh chị em hiểu ý không? Thay vì bây giờ, theo với mô hình cũ, thì chúng ta chả có cơ hội kiếm được tiền. Nói thật như thế. Chả có cơ hội kiếm được số tiền lớn. Bởi vì số tiền lớn đó nó chạy vào túi của những ông to hết rồi. Ok chưa? Bây giờ Vũ hỏi thật đi, đơn giản đi. Phạm Nhật Vượng ngày hôm nay đi, khi mà ví dụ giống như rằng là ông chuẩn bị có một cái dự án gì đó, ông xây một cái khu căn hộ nào đó hay khu biệt thự nào đó, các anh chị em vô mua được sớm không? Không, đúng không? Nhưng mà mấy cái ông giàu giàu á thì sao? Ông mua luôn một lốc nguyên một tầng luôn, hoặc mua trước khi mà nó hình thành luôn. Tại vì Phạm Nhật Vượng cũng cần những cái số tiền đó. Tại sao vậy? Tại vì họ có được nguồn tiền đó trước thì họ làm họ an tâm hơn, đâu cần phải chờ tới lúc mà xây xong tòa nhà rồi mới bán đâu các anh chị. Các anh chị hình dung không ạ? Nên là các anh chị em cần phải thấy, ngay cả ví dụ những cái tòa nhà trong landmark, những cái căn hộ trong landmark, các anh chị em thấy tòa nhà cao nhất Việt Nam đi. Thực ra khi mà rao bán bắt đầu hình thành thôi, rao bán chỉ có 2 tỷ mấy 3 tỷ thôi. Nhưng bây giờ các anh chị em mà tới mua thì phần lớn những cái căn đó 6 7 tỷ không à. Đó. Nhưng các anh chị em hình dung một cái điều rằng là gì? Với cổ phiếu cũng vậy. Với rao thì sao? Họ đi ngược lại với cái cách nhiều người khác đang làm. Thay vì tiền nó dồn về cho một nhóm người. Chính vì chỗ đó những nhà đầu tư vào Facebook, nhà đầu tư vào Zoom, đúng không? Những nhà đầu tư vào Zalo, chỉ có một nhóm người thôi. Nên họ kiếm hàng tỷ đô là như thế. Các anh chị em thấy đi, các anh chị em hàng ngày các anh chị em vẫn xài Zoom. Đúng không ạ? Và chúng ta khi chúng ta xài, chúng ta vẫn phải mua, phải trả phí bằng thẻ Visa, bằng PayPal hay bằng cái gì đó, hay bằng các phương tiện khác giống Bit, hay là bằng Ethereum, hay là Bitcoin, hay là những cái phương tiện này, phương tiện kia. Các chị em vẫn phải trả mà. Nhưng các chị em có biết cái văn phòng nó nằm đâu? Không. Các chị em biết các server nó đặt đâu không? Không. Các chị em biết công chủ của Zoom nó nằm ở đâu không? Là người nào không? Không. Chỉ có khi vừa rồi á, người ta mới công bố lên là gì? Ông chủ Zoom mới kiếm mấy tỷ đô la trong thời gian rất là ngắn. Rồi cái ông mà Lý Gia Thành, người Hồng Kông mà các anh chị em ngưỡng mộ lâu nay á, các anh chị em đâu có nghĩ ông rằng là gì? Các anh chị em cứ nghĩ là ông giàu từ bất động sản. Nhưng mà đâu có biết, là các anh chị em có biết rằng ông đã kiếm tiền tỷ đô trong Zoom không? Trong cái Zoom mà hàng ngày các anh chị em xài đó. Đó là những cái mà các anh chị em cần chú ý. Nhưng mà các anh chị em có cơ hội không? Trong cái thu nhập mà hàng, cái lợi nhuận mà kiếm hàng tỷ đô từ trong Zoom không? Không. Các anh chị em xài Zoom lâu nay, các anh chị em có được hưởng lợi không? Không. Mà hàng ngày các anh chị em phải đi dạy cho người khác, trong khi lợi nhuận kiếm được về là chia cho những nhà đầu tư to đó, những ông chủ hàng tỷ đô đó. Các chị chúng đâu có cơ hội đâu. Thì ông
ông Johan hay là cái ông sáng lập này, ông mới suy nghĩ ra cái rau để làm gì? Để làm ngược lại cái điều đó. Thay vì tiền dồn về cho một nhóm nhà đầu tư, đúng không? Thì tiền chia sẻ cho mọi người. Nhưng chính vì chỗ rằng là gì? Khi mà làm với nhiều người thì mình sẽ không kiểm soát được hết. Không kiểm soát được hết thì bắt đầu là cứ đi nói tùm lum. Đúng không? Sẽ có nhiều người nè, chưa hiểu gì cũng đi nói, hoặc là hiểu rồi nhưng mà vì muốn là gì, lôi kéo khách hàng, vì muốn rằng là người ta tham gia với mình, vì muốn rằng là mình á sẽ được như thế này, được như thế kia, phải làm bằng mọi giá. Đói quá rồi bằng mọi giá. Để làm thì sao? Thì mình nói ra những cái lời không đúng sự thực. Các chị em hiểu ý chỗ nào? Chứ mà công ty mới vừa được 3 bữa kêu công ty sẽ kiếm được gì, giá trị của công ty mới được có 2 euro à, mà nói năm sau công ty sẽ lên 1.000 euro. Làm gì có cái chuyện đó. Có bao giờ Vũ nói một điều đó không? Không. Khi Vũ làm rào tới bây giờ, bao nhiêu cái đoạn livestream, bao nhiêu thứ, Vũ có bao giờ Vũ nói rằng là năm nay các chị em sở hữu 2 euro giá của rào là sang năm lên 1.000 euro không? Không. Vậy mà có những người làm sao? Làm những cái gọi là rùa xua, những cái hình ảnh lên tới 2.000 euro cho một rau one reward. Đó là những cái mà chúng ta đang làm sai. Đúng không? Làm không đúng sự thực. Chính vì làm không đúng sự thực thì sao? Những cái thằng khác nó ghét. Rồi những cái ủy ban này, ủy ban kia họ ghét. Ok. Giống như các anh chị em mua một miếng đất mà các anh chị em nói rằng là đảm bảo anh chị em mua miếng đất này đi, bây giờ là 1 tỷ đó, đảm bảo 3 năm sau nó sẽ lên 100 tỷ. Ai tin? Đúng không ạ? Nhưng mà vì miếng cơm manh áo, vì cái này, vì cái kia, đôi lúc các anh chị cũng nói, đôi lúc có nhiều người nói như thế. Đó là điều không đúng. Bây giờ ngay cả bây giờ này, ngay cả bây giờ Vũ nói luôn nha, trong 3-4 bữa nay tự dưng thấy đâu có nhóm nào ạ, e-sale đăng lên. Đó là gì? Tháng sau là tháng 6 á, là công ty sẽ ra sàn giao dịch nội bộ. Lấy đâu ra mà có sàn giao dịch nội bộ vào tháng sau? Nếu có, công ty sẽ không báo lên trên tin tức. Các anh chị em hình dung ạ. Vũ có nói không? Không. Công ty có thể hiện trên đó, nhưng tất cả mọi tin tức là công ty sẽ thông báo lên. Hoặc là trong các cái chương trình, các anh chị em biết rằng là gì, Rao Anh làm rất là chuẩn. Chuẩn là nằm ở chỗ này nè. Khi các chị em đạt được cấp độ manager 1 sao, 2 sao, 3 sao, director, resident, thì cứ mỗi tuần á, là họ sẽ gửi về email cho các anh chị. Họ hướng dẫn cho các anh chị em vào họp với công ty. Họ cũng gửi giống cho Vũ thôi, và cho tất cả các anh chị. Tất cả những gì mà các anh chị em biết thông tin từ công ty, thì lúc đó Vũ mới biết thông tin. Đôi lúc các anh chị em biết thông tin trước Vũ. Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì á, là nhiều khi á, là Vũ ngủ, cái thời gian đó Vũ ngủ, mà các anh chị em lại thức. Thì các anh chị em thấy tin tức, các anh chị em lại biết trước thông tin với Vũ. Đâu có phải rằng là Vũ làm rao là lên cấp độ này là Vũ biết thông tin trước các anh chị. Không có. Ở rao này á, tiêu chí đầu tiên là không có cái chuyện đó. Hiếm lắm. Các anh chị em, không có cái chuyện đó. Lâu lâu thôi. Lâu lâu là có những cái chiến lược về sắp tới nó có cái gì đó. Mon men cái gì đó, cái ý đó. Thì lâu lâu á thì rằng là mình cũng biết một cái ý đó. Hình dung ý á, có nghĩa là nó chuẩn bị trước. Chẳng hạn ví dụ trước đó 2 ngày 3 ngày thì nó họp resident, hoặc là 1 tuần nó sẽ họp resident. Thì cấp độ cao nhất của công ty, hiện tại bây giờ là có cấp độ cao hơn đó, ambassador, thì họ sẽ báo trước khoảng 1 tuần 2 tuần là gì? Để làm gì? Để cho người ta chuẩn bị tinh thần. Các chuyện đâu, hoặc là họ họp với những người đó để làm gì? Để là họ thấy rằng là những cái này hay là những cái kia hay, hoặc là những cái phàn nàn gì từ cái thị trường này thì họ sẽ họp như thế. Các chuyện đâu ạ? Nên ở đây á là gì? Ngay cả Philippines hay cả Việt Nam hay là cả nhiều nước thì sao? Thì có nhiều người họ dùng những cái lời lẽ nó sai. Chính vì khi dùng những cái lời lẽ nó sai, hoặc là những lời hoa mỹ, hoặc là những lời để làm gì, để cho người ta tham gia bằng mọi giá, để người ta tham gia, thì như vậy sao? Thì nhiều đơn vị nó khét. Ok chưa? Chính vì chỗ đó rằng là sao, có nhiều cái gọi là gì, nhiều cái tổ chức họ sẽ sao, họ sẽ nói như này nói kia. Nhưng mà riêng ở bên Philippines thì hiện tại bây giờ các anh chị em hình dung rằng là đơn giản là như vậy nè.
Thực ra bên đó cũng bình thường, không vấn đề gì cả. Mà là hiện tại bây giờ là đang dịch virus. Thực ra Việt Nam mình là đang mở cửa thoải mái đó. Nhưng mà vẫn ở châu Âu và Philippines đó, thì họ vẫn đang đóng cửa các cái việc đó. Thì các luật sư họ sẽ làm việc với nhau. Các chuyện vô, nó bình thường, không vấn đề gì cả ha. Từ từ mọi thứ nó sẽ giải quyết hết. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả mọi thông tin thì rau nó đã minh bạch hết rồi. Và đặc biệt hơn nữa thì rau nó nằm ở châu Âu, nó theo luật của châu Âu. Nên rằng là gì? Cái chuyện mà nó bị vấn đề là cấm không cho phân phối cổ phiếu là chuyện bình thường. Chúng ta không có bán cổ phiếu. Chừng nào khi công ty thành công rồi bắt đầu là sao ạ? Khi họ ra công chúng thì họ sẽ không? Họ sẽ có cổ phiếu. Cái lúc đó tính tiếp. Nhưng mà các anh chị em hiểu ý chỗ này nè. Cái round one reward, khi các anh chị em sở hữu được round one reward thì đó là một cái phần thưởng. Bởi vì sao? Bởi vì sẽ dựa vào số round one reward để họ chia lợi nhuận cho các anh chị. Được chưa? Dựa vào số round one reward để họ chia lợi nhuận cho các anh chị. Thì đối với những công ty lên thị trường chứng khoán thì họ sao? Thì họ sẽ dựa vào số cổ phiếu cổ phần các chị em đang có để họ chia lợi nhuận cho. Ok. Thay vì bây giờ ở round họ không có nói rằng là gì, đây là cổ phiếu hay là ví dụ cổ phần hay là này kia, không có. Các chị em chưa? Mà là gì? Round one reward hiện tại bây giờ là gì? Là một cái gọi là giống như là một cái công cụ tính. Để làm gì? Để dựa vào công cụ tính này, công ty sẽ chia lợi nhuận theo cái số này. Ok, thay vì các công ty khác thì sẽ dựa vào số cổ phiếu, cổ phần. Các chị em hình dung biết không? Để công ty chia lợi nhuận, cái tập đoàn nó chia lợi nhuận. Thì ở đây sẽ dựa vào cái số round one reward các chị em đang có. Ok, còn khi mà công ty nó thành công, có nghĩa rằng khi mà họ tiến tới cái con đường đó là gì? Ra công chúng. Các chị em hình dung không? Các anh chị em có thể đọc trên cái website là Impact City, là công ty mẹ của rau. Thì các anh chị em sẽ thấy được đó là gì? Họ đặt mục tiêu trong vòng 4 năm thì họ sẽ đưa rau ra công chúng. Ok, có thể nhanh hơn nếu cộng đồng lớn lên tới vài chục triệu hay vài trăm triệu thành viên. Cái đó mình không biết được. Nhưng hiện tại bây giờ họ đã tạo ra được 5 triệu thành viên trong cộng đồng khắp thế giới như vậy rồi. Thì cái chuyện nhanh hay chậm thì sao? Họ đang phấn đấu trong vòng 4 năm. Bởi vì họ mới làm có năm mấy tháng các anh chị. Các anh chị phải hình dung là rau mới một năm mấy tháng. Nó giống như một đứa em bé mới sinh ra đời các anh chị. Mới được có vài tháng tuổi à. Không, được hơn 5 tuổi à. Mà họ làm được điều đó thì đó là điều tuyệt vời các anh chị. Được chưa? Cộng thêm á, là nền tảng của công ty đang làm rất là tốt. Họ đặt văn phòng mọi thứ, thủ tục, luật pháp, mọi thứ nằm ở châu Âu hết. Được chưa? Thủ phủ ở châu Âu hết. Nên sao? Rất là dễ để cho chúng ta phát triển. Ok ha. Và đặc biệt đó, thị trường này châu Âu tham gia cực kỳ nhiều. Đó là một cái lợi thế của chúng ta. Ok. Vậy thì trong tương lai, theo góc nhìn của Vũ mà, thì Vũ nghĩ như vậy. Theo góc nhìn của Vũ thì đó là gì? Trong tương lai, khi mà sao? Công ty bắt đầu có thể là ra thị trường công chúng đúng không? Thì họ sẽ dựa vào cái số round one reward các anh chị em đang có. Thì nó sẽ tương ứng với cái số cổ phiếu của các anh chị em có. Các anh chị em hiểu ý chỗ này ha. Đó chuyện bình thường. Bình thường là giống như các anh chị em mở công ty ra đi. Các anh chị em mời một người bạn vô, mời một cái người anh vô, một người chị vô. Thì các anh chị em bắt đầu chia sao? Chia đúng là bạn sẽ có được bao nhiêu cổ phần. 10%, 20%, 30% hay 40% mỗi người sở hữu. Dựa trên cái số tiền đóng góp vào thành lập cái công ty đó. Đúng không? Số tiền góp vốn vào công ty đó. Rồi từ những cái cổ phần này, đúng không? Nó sẽ phân bổ ra thành những cái gì? Nó sẽ đặt ra những cái quy định để làm sao là gì? Nó ra thành số lượng bao nhiêu là cổ phiếu. Các anh chị hình dung ý ạ. Ok ha. Nên á, là khi các anh chị em hình dung vào, các anh chị em thấy được cái cách mà Rao đang xây dựng. Từng bước. Sao? Để làm gì? Để cho họ phát triển lớn hơn. Cái vấn đề câu chuyện của ngày hôm nay á, là gì? Cách của chúng ta chia sẻ cho những người khác. Đó là chúng ta không thể nói rằng là mơ mộng hão huyền được. Không thể nói rằng là năm nay là 2 euro, năm sau sẽ lên 1.000 euro, 2.000 euro. Điều đó là hoàn toàn không thể. Các anh chị em phải nhớ là điều đó là hoàn toàn không thể. Đúng không? Nhưng mà nếu ví dụ giống như một năm sau,
Có thể chẳng hạn giống như là 10 đồng, 20 đồng, 30 đồng hay 100 đồng. Thì cái đó còn có thể. Chứ còn mà nói là năm sau lên tới 2.000, giống như một số cái tờ mà những cái hình ảnh mà một số anh chị em đưa lên, đó là điều không đúng. Ok chưa? Đó là cái cách của chúng ta chia sẻ cho những người khác. Các anh chị em thấy đi, ngay cả những người làm công ty bảo hiểm đi. Bảo hiểm các anh chị em thấy đi, lâu lâu xuất hiện cái bảo hiểm công ty này lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo. Đúng không? Mới đây có mấy bữa này, rồi có một số công ty bảo hiểm Manulife này, người ta bắt đầu sao? Manulife lừa đảo nè, rồi sao ạ? Rồi Rudenso lừa đảo nè, rồi tùm lum. Đúng không? Hoặc là Amway lừa đảo, hay Nu Skin lừa đảo, hay Herbalife lừa đảo. Có quá nhiều công ty suốt ngày cứ nói là lừa đảo. Không phải. Mà là gì? Mà là một đối tượng nào đó, một người nào đó, hay một nhóm nào đó, họ dùng những cái cách này cách kia để làm gì? Để trục lợi. Hoặc là họ tô vẽ lên để làm gì? Để cho công việc của họ, họ nghĩ rằng họ làm cách đó họ sẽ phát triển, để họ có thể kiếm được tiền. Thì họ làm cá trình vô. Nhưng đối với một công ty, đối với một tập đoàn thì sao? Họ không thể làm được điều đó. Rồi từ từ mọi thứ nó sẽ sao? Nó sẽ tốt đẹp hơn, nó sẽ làm sao tốt đẹp hơn và phát triển hơn. Ok, các anh chị em hiểu ở chỗ này. Thì ngày hôm nay, ngoài những cái chuyện mà cộng đồng tác động nó, nhưng bên cạnh đó, cái này mới là cái quan trọng các anh chị. Bên cạnh đó, cái chúng ta đang làm thì đôi lúc trong cái hệ thống của chúng ta, đôi lúc trong cái cộng đồng rao sẽ có những người họ làm xấu, họ làm không tốt. Nhưng còn một thành phần nữa mà các anh chị em cần phải chú ý, đó là những cái đối tượng khác, những cái người mà muốn chúng ta thất bại, những cái người khác á, họ muốn chúng ta sụp đổ, những cái người khác á, họ muốn là rao quanh phải có vấn đề, họ phải sụp đi, phải tác động như thế này thì người ta mới lôi được mình đi qua công ty khác của họ. Cái này là cái mà các anh chị em cần phải chú ý, bởi vì cái này nhiều lắm các anh chị. Bởi vì đến ngày hôm nay các anh chị em phải tưởng tượng rằng là gì, sau khi mà cái thị trường mà ở Việt Nam gọi là gì, gọi là kiểm soát được dịch bệnh đó các anh chị, thì các anh chị em có thấy không, khi mà mọi thứ hoạt động lại bình thường sau thời gian cả tháng, đúng không, rồi trước đó nữa, thì các anh chị em thấy không, bây giờ có quá nhiều cái đơn vị nó xuất hiện, đúng không, và nó tổ chức chương trình này chương trình kia tùm lum tùm la, đúng không. Ok, thì các anh chị em hình dung về này, trong cơn dịch đó, đại dịch đó, là gì, chúng ta làm online rất là tốt và chúng ta phát triển rất là tốt. Ok, chúng ta phát triển cộng đồng khắp mọi nơi, đúng không? Nhưng khi bắt đầu sao? Khi bắt đầu mọi thứ là gì? Là không còn bị gọi là không còn bị hạn chế, gọi là không bị cách ly nữa, thì sao? Thì bắt đầu nhiều chương trình xuất hiện lên, bắt đầu nhiều người bắt đầu sao? Lôi công ty này, lôi sàn này, lôi web này về các chương trình đủ loại để làm gì ạ? Để tranh thủ mà làm. Thì khi họ làm thì sao? Thì họ phải đi tuyển người. Mà bây giờ có những người á, họ tuyệt vời á, nói thật, có nhiều người cực kỳ tuyệt vời, nhưng có nhiều người nói thật rằng là Vũ không dùng từ khác, Vũ không có thể dùng từ nào hết nha, nhưng mà có những người Vũ nói thật, họ chờ cho chúng ta bị một cái vấn đề gì đó. Và có những người, các anh chị em biết rằng là trước đây livestream Vũ cũng nói, có một số anh chị á, một số cô chú á, đặc biệt là những cô chú, Vũ nói thiệt các anh chị, với rao quanh Vũ khao khát những người lớn tuổi thành công hơn. Xin lỗi các anh chị em, những cái người bạn trẻ trẻ nha, các bạn trẻ thì sẽ có cơ hội, bình thường là hết lần này qua lần khác thì các anh chị em vẫn luôn luôn có những cơ hội, các anh chị em vẫn có luôn luôn có những động lực, các anh chị em vẫn có thời gian, các anh chị em có thể tạo ra được nhiều mối quan hệ. Nhưng thực sự ra trong nhiều năm, khao khát lớn nhất của Vũ á, Vũ nói thiệt, trong lĩnh vực này gọi là network, Vũ vẫn khao khát những cô chú, những anh chị mà tầm từ 40 trở lên, hoặc là những bà mẹ đơn thân, những người khó khăn, những người tàn tật, những người khó khăn thành công nhiều hơn cùng với Rao Quanh. Những người nào mà càng ít tiền nhất mà thành công cùng với Rao Quanh thì Vũ càng mừng hơn nữa. Các anh chị em phải hiểu điều đó. Nên á, là gì? Có nhiều cô á, còn nói như thế này này. Nó giới thiệu cô không được á, là nó quay qua nó tìm mọi thông tin để nó chấn áp cô. Mà cái buồn cười cuộc đời là như thế này, những cái người bạn trẻ, những cái người mà gọi là mang tiếng là leader, họ luôn luôn dùng những cái chiêu mà ta nói thật, rất là nhục, rất là, mình nói thẳng luôn, nó rất là hèn hạ. Đó là gì ạ? Khi các cô, các chú á,
có cơ hội á, mà đi giới thiệu cho nó xong mà nó thấy hay á, là nó sẽ treo lên trên đầu á, và không bao giờ nó chấp nhận là nó nằm ở dưới làm để cho các cô kiếm được tiền. Nhưng khi nó có cơ hội thì sao ạ? Thì nó giới thiệu các cô, thì có những cô chú sẽ làm với nó. Nhưng mà những cô chú nào mà không làm á, thì nó sẽ tìm mọi cách để nó nói xấu này, nói xấu kia, để làm gì ạ? Cái điều đó có tốt không ạ? Không. Tại sao các bạn vẫn cứ đòi nằm trên đầu các cô để các bạn kiếm được lợi nhuận rất là nhiều? Nếu các bạn là những người tốt thì sao ạ? Tại sao các bạn làm trong ngành hệ thống? Nếu mà bạn, người những cô chú đó mà giới thiệu được các bạn, cho các bạn một cơ hội, tại sao các bạn không làm với họ? Có thể rằng là các cô chú không thể giúp được cho các bạn, nhưng các bạn là những người trẻ. Các bạn là những người trẻ. Các bạn là những người là gì? Có khả năng phát triển. Tại sao các bạn không làm để cho các cô có cơ hội kiếm được thêm thu nhập? Trong khi các bạn cứ mỗi lần mà cứ có cái gì, các bạn cứ lôi các cô đi, các chú đi, và các cô chú đó cứ bỏ tiền ra thôi. Thực sự các bạn không bỏ nhiều tiền trong các cái dự án, không bỏ nhiều tiền trong các cái cơ hội. Đa phần các bạn, đa phần là gì, kêu các cô, các chú bỏ cực kỳ nhiều tiền. Vũ nói thiệt, trong mười mấy năm qua Vũ chứng kiến điều đó. Đó là sự thật. Đối với những con người làm cách đó chỉ là con người hèn hạ thôi. Đối với Vũ là Vũ nhìn như thế. Chỉ có làm cho người ta mất thôi. Đôi lúc có những cô chú được, nhưng mà cái cách khi mà các cô chú giới thiệu cho họ, đó, cho những người bạn đó, mà thấy nó mà lỡ, mà nó thấy nó hay một cái thôi, là bắt đầu là gì? Chạy, tìm, coi mình có được cái vị trí nào trên cao nhất hay không thôi. Các anh chị em hình dung ạ. Đó là cái mà các anh chị em cần phải chú ý tới. Còn đối với một số người, họ sẽ làm động tác như sau. Có thể họ sẽ thấy được các cô. Bây giờ nếu ví dụ giống như để mà đứng đầu một cái thị trường, để mà quản lý như vậy á, thì cháu xin phép. Ok, cháu sẽ làm vị trí cao hơn cô, nhưng cháu sẽ cam kết hỗ trợ để cho cô phát triển. Đó là những con người tuyệt vời. Không phải rằng là lúc nào cũng muốn lên trên là trèo lên như thế này. Nhưng nếu mà cái trong tư tưởng của mình mà mình luôn luôn mình nghĩ á, rằng là gì? Nếu ví dụ mình lên vị trí như thế này để làm gì? Để mình có thể rằng là nhìn thấy tất cả mọi thứ và mình hỗ trợ cho các cô, các chú, các anh chị em hoặc những người bạn trẻ, những người khó khăn để cho họ có thành công được. Thì điều tuyệt vời các anh chị. Còn mà dùng những cái cách này cách kia thì không tuyệt vời. Ngay cả những cái bản tin mà những cái tin nhắn đó Vũ đọc Vũ còn sốc nữa các anh chị. Có những cô chú nhắn lại những cái gọi là hình ảnh mà chụp lại lời chat đó. Vũ còn sốc nữa. Không phải tự dưng Vũ nói điều này đâu. Lần đầu tiên trong cuộc đời Vũ đi Vũ nói cái điều này đó. Các anh chị hình dung ạ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chỉ có mới có một đêm, hai đêm thôi. Các anh chị em biết, các anh chị em đọc comment đó, từ của các những cái người này người kia, khi mà bắt đầu thấy những hình ảnh của bên là Philippines đó, bắt đầu nói sao ông tranh thủ đi cứu vớt linh hồn đó. Có những người nó comment mình không hiểu luôn. Các anh chị hình dung ạ. Không cần các anh chị em cứu vớt, rau vẫn còn nằm ở đây. Các anh chị em hình dung, rau vẫn còn ở đây. Cái việc rau đang phát triển, cái chuyện gặp khó khăn này, đó là chuyện bình thường. Ở đây 99 đồng không gây ảnh hưởng cuộc đời. Nhưng mà đi vô những cái chương trình mà đầu tư kiếm lãi, nói thật 99 đồng để mà làm giàu thì cực kỳ khó. Đó là sự thật. Được chưa? Và các anh chị em để đi, phần lớn các cái chương trình này, chương trình kia, nói thiệt, phần lớn rất là khó để phát triển được ở thị trường châu Âu, những thị trường mà như Úc hay là Canada hay là nước Anh hay là Đức. Phần lớn phát triển đa phần là Việt Nam, Malaysia, Indo hoặc là China, hoặc là ví dụ ở đâu đó, một số nước. Phần lớn là như vậy. Các anh chị em để đi, trong nhiều năm qua có bao nhiêu chương trình coi hay tốc cần hay này kia để thành công? Phần lớn ít lắm. Có cái chương trình nào mà lãi điếc để thành công không? Không, rất ít. Và các anh chị em biết rằng là gì? Có rất là nhiều chương trình lấy lãi về. Họ sâu giấy phép rất là rõ ràng. Đúng không? Từ bên Anh Quốc, từ bên đảo này đảo kia rất là nhiều. Họ sâu, họ in luôn cả tập luôn, gửi về tới tận nhà, tận văn phòng luôn. Nhưng cuối cùng sao? Gãy gựa hết. Đúng không?
cái chương trình nào mà kêu các anh chị em đầu tư vô 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ á, dẹp hết mấy chương trình đó đi. Các anh chị em có thể đầu tư vào bất động sản. Ok. Các anh chị em có thể đầu tư vào những cái trường hợp giống như các sách các anh chị em thấy. Ok. Hoặc các anh chị em có thể mua cổ phiếu của một công ty nào đó. Được chưa? Trên thị trường. Ok. Hoặc các anh chị em có thể mua coin. Ok. Các anh chị em bỏ ra 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ. Được. Các anh chị em có thể mua Bitcoin, mua Ethereum, mua nhiều đồng coin các anh chị em có trên thị trường đó. Ok. Tuyệt vời. Nhưng mà nếu mà các anh chị em bỏ ra 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ mà đầu tư vào một cái gì đó để mà chờ lấy lãi thì phải xem xét. Được chưa? Ok ha. Hoặc ví dụ giống như là để vào đó rồi bắt đầu hy vọng này, hy vọng kia thì phải xem xét. Được chưa? Ở Round One không có chuyện đó. Ngay cả bây giờ này Vũ lặp lại trong cái chương trình livestream trước đó, Vũ cũng nói với các anh chị em như thế này. Các anh chị em thấy đi. Trong số 900 thành viên đang nghe livestream ngày hôm nay, chắc chắn phải có hơn 100 anh chị em đang ở mức Titanium Pro. Đúng không ạ? Phần lớn những cái Titanium Pro này đến từ các chương trình khuyến mãi trước đó. Các anh chị em có thấy rằng là chúng ta bây giờ nè, chúng ta đang có tiền nè, chúng ta có muốn mua thêm rau nó bán không? Hỏi thật đi các anh chị. Các anh chị em nhìn vào thử đi. Các anh chị em vô tài khoản đi, những ai mà Titanium Pro đó, các anh chị em muốn mua cũng không mua được. Rau có cho đâu. Các anh chị em hình dung ý á. Sự thực là các anh chị em có thể thấy được điều rằng là họ đâu có cần tiền đâu. Nếu mà thực sự họ muốn cần tiền các anh chị, họ đâu cần chia lợi nhuận như thế này. Mà chia nhiều như thế. Các anh chị em thấy được điều đó. Ha, các anh chị em hình dung ha. Rồi. Đó là cái mà Vũ muốn chia sẻ để cho các anh chị em thấy được một điều rằng là gì. Ngoài cái chuyện các thành viên làm sai là một phần, nhưng bên cạnh đó sẽ có nhiều thành phần khác. Vì họ muốn có được thị trường, vì họ muốn có những con người đang làm với chúng ta, họ muốn lấy con người của chúng ta, thì sao? Họ dùng cách này, cách này, cách này, đủ thứ kiểu hết. Đúng không? Để sao? Để lôi kéo những con người trong hệ thống của chúng ta đi qua cái hệ thống của họ. Ok chưa? Cách hay nhất khi đi làm kinh doanh, các anh chị em chỉ chia sẻ mà thôi. Vũ có bao giờ Vũ nói với các anh chị em mà các, lôi các anh chị em bằng cách là đi công ty nó sắp sập rồi không? Rất, nói thật cũng có, nhưng mà cực kỳ ít. Nhưng mà Vũ chỉ phân tích cho các anh chị em thấy nó như thế này, thấy như cái kia thôi. Ok, các anh chị em hiểu ý chỗ nào? Đó là đôi lúc có những số cá nhân, Vũ nói luôn, cô coi lại công ty đó, con thấy nó không ổn. Thì cô cứ xem đi. Con thấy nó không ok. Con phân tích cho cô những vấn đề này, vấn đề kia. Đó. Thì cô thấy được thì cô cứ làm. Nhưng Vũ luôn luôn nói các cái cô và các anh chị em, những người nào mà Vũ từng nói chuyện trên khắp đất nước này thì Vũ cũng nói chuyện nhiều. Nên bỏ ít thôi. Nên đầu tư vào ít thôi. Hoặc nên tham gia ở mức nào đó thôi. Còn những ai mà Vũ kêu bỏ đi thì Vũ cam kết khi mất Vũ sao? Sẽ bỏ. Vũ sẽ đền. Các anh chị em hình dung, nếu trong trường hợp như thế. Đó, cái mà các anh chị em cần phải chú ý là cái chỗ là chỗ gì? Khi mà mình đi làm á, là mình phải có một cái, gọi là, nói thẳng câu là gì? Mình làm cái gì cũng vậy, phải có một cái gì đó, nó phải lương thiện một xíu. Các anh chị hình dung, bỏ ít mà kiếm nhiều thì mới giỏi, chứ mà bỏ nhiều mà kiếm được cũng nhiều thì nó chưa phải là giỏi các anh chị. Các anh chị em bỏ 1 tỷ rồi kiếm được 2 tỷ, chuyện bình thường, ai làm cũng được. Bỏ 1 tỷ kiếm được 10 tỷ, ai làm cũng được. Bỏ 99 đồng mà kiếm được 1 triệu euro. Mà 1 triệu euro này nó đến từ khắp thế giới. Các anh chị em mới là giỏi, mới là siêu sao, mới là đỉnh. Được chưa? Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Cái mà chúng ta đang làm đó, cái mà Vũ đang hướng tới cho các anh chị á, đó là gì? Với 99 đồng thôi, các anh chị em có thể xây dựng một hệ thống khắp cả thế giới. Các anh chị em có thể kiếm tiền khắp cả thế giới. Đó là cái mà các anh chị em cần phải thấy. Và cái hệ thống Myra One đang hướng cho các anh chị em làm điều đó. Chứ không phải là bỏ ra 1 tỷ đi kiếm được 1 tỷ. Chuyện đó xưa rồi. Chuyện đó bình thường rồi. Chuyện đó ai làm cũng được. Nói thật, chuyện mà có tiền mà kiếm ra nhiều tiền, chuyện đó ai làm cũng được. Chuyện mà 99 đồng thôi, có thêm một website miễn phí từ hệ thống MyRoundOne và cứ chia sẻ túc tắc từng ngày, từng ngày, từng ngày,
từ Việt Nam nó lan từ 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 nó qua Thái Lan, từ 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 nó thay qua Taiwan, từ từ nó lan qua Korea, từ từ nó lan qua Ấn Độ, từ từ nó lan qua Malaysia, từ từ nó lan qua bên Đức, từ từ nó lan qua bên Mỹ, từ từ nó lan qua Canada, từ từ nó lan qua bên Anh. Và tiền từ khắp thế giới nó đổ về cho các anh chị. Đó mới là điều tuyệt vời các anh chị. Các anh chị em hình dung ha. Và Vũ báo cho các anh chị em một tin như thế này này. Toàn bộ thị trường, không phải nói luôn 99%. Nói luôn cho các anh chị em biết. Nói 99 này nó hơi quá. Nhưng mà tầm 90% thị trường Trung Quốc là nằm trong Việt Nam. 90% thị trường của Pháp là nằm trong thị trường Việt Nam. 90% thị trường nước Anh là nằm trong Việt Nam. Nói cho các anh chị em biết là như thế. Còn nhiều quốc gia khác nữa, nhưng mình không nói ra nữa. Các anh chị em hình dung ấy. Và các anh chị em có biết rằng là gì, trong top 100 bây giờ manager hay là director, các anh chị em thấy cờ Pháp nhiều không? Nói thật luôn, nằm trong hệ thống của chúng ta luôn. Ngay cả Philippines luôn. Các anh chị em hình dung ạ. Đó là cái mà chúng ta đang có đó các anh chị. Cái mà chúng ta đang xây dựng lên đó các anh chị. Với 99 đồng đó các anh chị. Các anh chị em không cần phải bỏ tiền ra để từng làm từng website. Ai có thì có khả năng, ai giỏi thì tạo ra một website. Còn không, cứ sử dụng hệ thống MyRowOne. Với cả 100 đường dẫn từ khắp thế giới đổ về cho MyRowOne. Đó là điều tuyệt vời. Nhưng các anh chị em phải nhớ này. Không phải một ngày một bữa chúng ta có thể thành công được. Các anh chị em mở công ty ra đi. Bao lâu các anh chị em sẽ thành công? Những ai mà mở công ty ra nói năm sau tôi sẽ thành công, năm sau tôi sẽ trở thành triệu phú, năm sau tôi sẽ kiếm tiền tỷ, năm sau công ty chúng tôi sẽ lên thị trường chứng khoán. Bà xạo hết. Được chưa? Các anh chị em hình dung ạ. Không phải đâu, không phải là một ngày một bữa sẽ thành công đâu. Còn nhiều người thành công là gì? Có nhiều người thành công sớm là bởi vì sao ạ? Bởi vì họ đã tích lũy kinh nghiệm từ nhiều năm trước. Họ phải trả giá nhiều rồi. Nên khi họ đến với công việc mới thì sao? Nó có thể rằng là ban đầu nó chưa hiểu thôi. Chứ khi hiểu rồi thì họ sẽ phát triển rất là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì họ đã có kinh nghiệm rồi. Họ có các mối quan hệ rồi. Họ có những cái này, những cái kia thì họ sẽ thành công rất là nhanh. Nhưng còn với cá nhân của nhiều người thì chưa có. Không sao cả. Thì ngày hôm nay từ từ, từng bước, từng bước, từng bước. Các anh chị em biết rằng là trồng một cây cao su á, phải mất 6 năm mới cạo mũ được. Ok chưa? Trồng một cây cà phê ít nhất 3 năm mới cạo mũ được. Trồng một cây tiêu, bụi tiêu, các anh chị phải mất 3 năm bắt đầu có trái bói để thu hoạch. Ok. Tất cả mọi thứ đều bắt đầu hết. Nhưng các anh chị em để đi. Với những mô hình bình thường mà chúng ta đang thấy, ngay cả trồng một cái rừng cao su đi, các anh chị em có tiền để mua đất để mà trồng cao su không? Không. Một mẫu cao su bây giờ các anh chị em mua bèo lắm phải 2 tỷ. Các anh chị em có tiền 2 tỷ để mua một mẫu cao su không? Để cạo mũ hàng ngày không? Không có. Đúng không? Các anh chị em muốn có được một rừng cà phê, một mẫu cà phê, hai mẫu cà phê, các anh chị em bỏ bao nhiêu tiền? Được chưa? Và hàng ngày các anh chị em phải ra đó làm biết bao nhiêu? Đúng không? Ok chưa? Còn đối với chương trình ở Round đây, công việc các anh chị em đang làm thì các anh chị em cứ làm bình thường. Được không ạ? Nhưng các chị em sử dụng công cụ của MyRowOne và sử dụng cái cơ hội của RowOne để làm gì ạ? Là nền tảng của RowOne thì nó sẽ giúp cho các chị em từng bước từng bước. Các chị em biết không? Vũ muốn chia sẻ các chị em nghe nè. Cách đây mấy hôm á, Vũ có ghé Cần Thơ. Có ghé Cần Thơ. Đây là sự thật thôi. Vũ cũng nói luôn. Các chị em biết là khi các chị em đến Cần Thơ, các chị em sẽ biết tới quán Sáu Đời. À, cái quán này nổi tiếng lắm. Ở Cần Thơ ai cũng biết tới. À, khi các anh chị em đến Cần Thơ các anh chị em biết. Đó, bây giờ đang có khoảng 1.000 thành viên này. Là Vũ đang quảng cáo cho thành viên ở Cần Thơ đó các anh chị. Được không ạ? Vũ chỉ nói với cái chị đó đó. Chị đó là chị chủ của cái quán ăn gọi là quán nhậu Sáu Đời á, nổi tiếng, nhà hàng Sáu Đời á, ở Cần Thơ. Với chị á, chị không cần phải đầu tư nhiều với rau. Chị đó mất tiền, chị đó cũng mất mấy tiền ở, chị nói chung là chị cũng đầu tư bên chỗ này, bên OneCoin, bên công ty này, công ty kia, mỗi bên cũng phải 5.000, 10.000, 20.000 đô la gì đó, cũng nhiều. Nhưng mà chị tham gia rau có 99 đồng thôi. Vũ chỉ nói với chị từng này thôi nè.
em cũng không mong muốn chị bỏ nhiều tiền. Chừng nào mà chị thấy dư tiền, thoải mái, ok, chị có thể làm titanium hoặc là rô, đó là quyền của chị. Nhưng mà với chương trình khuyến mãi thì nếu mà chị dư tiền thì chị nên. Thì bởi sao? Bởi vì như vậy chị được hưởng được nhiều quyền lợi hơn. Đó là điều tốt. Đó là trường hợp cho chị dư tiền. Đúng không? Chị thoải mái về tài chính, chị không ảnh hưởng cuộc sống. Đây là người thực việc thực nha. Và Vũ nói với chị đó nè. Chị có được một cái chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở Cần Thơ. Chị làm cho một động tác thôi. Chị in cái đề can á, tự do tài chính.com xiệt cái username của chị. Và tự do thời gian.com xiệt username của chị. Em nói thiệt với chị không cần làm gì hết. Chị dán cho em á, hai cái tên miền này thôi, gắn cái username của chị gắn trong toilet thôi. Trong toilet cái chuỗi nhà hàng 6 đời của chị á. Đừng có dán lên menu, nếu được dán luôn trên menu luôn. Hoặc là trên cái bàn á, nó có cái wifi á, các chị em gắn xuống dưới. Vũ nói các anh chị á, một cái quán đó, nhà hàng á, hay là một chuỗi nhà hàng đó, một ngày á, có cả ngàn người bước vô, bởi vì chỉ có chuỗi mà. 6 đời nó rất là lớn, nó hình như là 4-5 nhà hàng gì á, ở khắp Cần Thơ. Các chị vô không? Thì hàng nghìn người bước vô. Vũ nói thiệt, chị đó không cần làm gì. Nếu mà chỉ cần dán lên như thế thôi, thì các anh chị em biết rồi, chúng ta là những người đi làm ăn mà, đúng không? Hoặc không làm ăn cũng vậy. Thì mỗi lần tới nhà hàng ít nhất chúng ta cũng phải vô toilet lần chứ. Mà vô toilet á, mà nhìn thấy cái tên tự do tài chính.com xiệt cái username, ví dụ là 6 đời chẳng hạn. Đối với Vũ nó thiệt, mà Vũ bước vô toilet mà Vũ thấy cái tên miền tự do tài chính thôi, là Vũ cũng phải nói thật, bước ra chưa, nói chưa bước ra bàn nhậu thôi là Vũ đã mở lên Vũ coi rồi. Thì có phải là khi mở lên coi mà thấy hấp dẫn đi, đăng ký thử, thì có phải là khi đăng ký vô thì có phải là nằm trong hệ thống của bà 6 đời đó không? Cái bà chủ nhà hàng đó không? Bà đâu cần nói gì đâu. Hệ thống nói hết rồi. Phim ảnh nói hết rồi. Website có nói hết rồi. Đường dẫn đăng ký vô có hết rồi. Đây là người thực việc thực nha. Các anh chị em không tin, các anh chị em có thể có dịp tới Cần Thơ, các anh chị em có thể tới quán 6 đời. Đó, Vũ đang quảng cáo cho chị đó. Đúng không? Thì có thể hỏi có phải lời Vũ đang nói vậy không? Vấn đề câu chuyện là chị có làm giống như Vũ chỉ hay không thôi. Ok chưa? Giống như các anh chị em có một quán cà phê đi. Hay là ví dụ giống như các anh chị em làm danh thiếp này nè, các anh chị em có thể chia sẻ. Đúng không? Thì khi các anh chị em chia sẻ 100 người hay 1.000 người thì sẽ có những người thích. Đâu phải ai cũng thích đâu các anh chị. Có ai trong livestream của Vũ á, 950 thành viên đang nghe livestream này nè. Vũ hỏi thật các anh chị này. Có mấy người trong livestream này khi đi tán một cô gái nào đó hay là một chàng trai nào đó tán mình đó. Có anh nào mà tự tin là nói mình rằng là mình tán cô gái đầu tiên là cô đó sẽ yêu mình không? Không, không ai tự tin được điều đó cả. Thì ngay công việc kinh doanh cũng vậy thôi. Không phải tự tin là ngày đầu tiên mình đi giới thiệu một ai đó là người ta sẽ tham gia. Không có chuyện đó. Đúng không? Đâu có phải cô nào cũng là yêu được anh đó là cưới được anh đó đâu. Đâu có. Nó phải trải. Đúng không? Trải qua từng người này người kia. Rồi bắt đầu mới tìm ra được những người hợp, những người cùng chung cái tư tưởng của mình. Đúng không ạ? Hoặc là ví dụ đôi lúc nó không cùng chung nhưng mà nó có một cái điểm gì đó. Tự nhiên nó gắn kết với nhau. Đúng không? Thì công việc kinh doanh hệ thống này cũng vậy thôi. Ok chưa? Từng bước chúng ta phát triển từ từ. Đối với những người chưa có gì nhiều hết về kiến thức hết thì cứ từng bước ngày hôm nay nghe một chút, ngày mai nghe một chút. Các anh chị em đâu cần phải bỏ tiền đi nghe các diễn giả rồi nghe tới bỏ ra vài trăm nghìn hay vài triệu hay vài chục triệu đâu. Đúng không? Các anh chị em nghe ông Johan nói đi, ông tỷ đô đó, ông tạo ra công ty tỷ đô đó, ông nói đó, Vũ dịch vào lòng tiếng rồi, các anh chị em nghe cái ông đó nói thôi là được rồi. Biết bao nhiêu phim ông nói. Đúng không? Hoặc các anh chị em có thể nghe livestream của Vũ chia sẻ nè. Rất là nhiều livestream nè. Mặc dù nó hơi dài một xíu. Nói thiệt các anh chị, Vũ nói thật cho các anh chị em biết một điều này nè. Sau mỗi lần livestream, một tiếng mấy, hai tiếng, là cũng khoảng tầm 12 giờ rồi, Vũ mất thêm một tiếng tới hai tiếng nữa nghe lại livestream của Vũ nói này. Chính Vũ nói này. Vũ nói thật cho các anh chị biết. Tốn thời gian lắm.
Vũ chia sẻ 2 tiếng đồng hồ thì một lát nữa Vũ mất 2 tiếng đồng hồ để nghe chính mình nói nè. Đó là sự thật các anh chị. Bởi vì không hiểu sao là mình có thể chia sẻ như thế, dài như thế. Các anh chị em hiểu ý chỗ này ha. Đó là cái mà các anh chị em cần chú ý. Ok. Rồi mình chốt lại cái vấn đề đó ha. Bây giờ Vũ sẽ bước qua một cái vấn đề khác. Báo cho các anh chị em một tin vui. Một tin vui thôi, nhưng mà nó đang nằm trong cái khung bí mật. Có thể vào ngày 6 tháng 6 sắp tới, chương trình live stream sắp tới, sẽ cái mức mà hạn mức max out thu nhập nó không bị giới hạn 20.000 euro mà nó có thể hơn. Ok chưa? Những ai mà đang bị max out thu nhập 20.000 á thì hãy làm sao phát triển hệ thống hai nhánh trái và phải. Bởi vì các anh chị em cần phải có nhánh trái và nhánh phải do các anh chị em giới thiệu trực tiếp phát triển ra thì max out của các anh chị em có thể hơn 20.000, có thể là 30.000, có thể là 40.000 và cũng có thể lên tới 75.000 một tuần. Ok chưa? Các anh chị em lưu ý ha. Và đây là một kinh nghiệm chia sẻ cho các anh chị em biết. Thay vì các anh chị em làm 3 tài khoản, 4 tài khoản, các anh chị em suy nghĩ kỹ nè. Các anh chị em làm 3 tài khoản, mỗi tài khoản được có 20.000 thôi. Đúng không ạ? Thì nó cũng chỉ có 60.000 thôi các anh chị. Nhưng nếu các anh chị em làm đúng một tài khoản mà các anh chị em phát triển hai bên, thay vì từ lâu nay tư tưởng của chúng ta là gì? Chúng ta chỉ phát triển một bên thôi. Tất nhiên khi mới khởi sự thì các anh chị em nếu chẳng hạn có được một bên thì các anh chị em rất là lợi thế. Được chưa? Nhưng hãy nhớ rằng một điều rằng là gì? Nếu các anh chị em phát triển được hai bên thì trong tương lai thu nhập các anh chị em có thể cao hơn rất là nhiều. Nó không chỉ giới hạn ở 20.000 đâu các anh chị. Ok ha. Đây là một tin vui cho những anh chị em nào mà đang max out. Thì có thể trong chương trình live stream sắp tới của công ty, hình như vào ngày 6 tháng 6, thì các anh chị em có thể biết được những cái thông tin mới cái đó. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì là hệ thống web mọi thứ nó ok hết rồi. Và đặc biệt hơn là trong cái chính sách thì họ có nói rằng là có lên tới 75.000. À, mà từ bữa giờ các cái resident họ cứ thắc mắc hoài à. Nên Vũ nghĩ rằng là trong thời gian sắp tới đây, là cái sự kiện sắp tới đây, họ sẽ thông báo cái điều đó. Thì đó là một trong những cái mà giúp cho chúng ta có thể tăng cái lượng thu nhập lên. Bởi vì 20.000 tất nhiên là rất là lớn một tuần, nhưng nó vẫn không phải là lớn. Hy vọng rằng là sẽ có nhiều anh chị em cùng trong cái hệ thống MyRoundOne có thể đạt được những cái điều lớn lao hơn. Bởi vì các anh chị em phải hiểu vậy nè. Buồn buồn lỡ mà các anh chị em chia sẻ website, đúng không ạ? Có người bên Anh, có người bên Đức, hai ông này cũng phát triển, hai quốc gia họ phát triển, và các anh chị em ở đây max out 20.000, các anh chị em thấy to, thấy bình thường đúng không? Đúng không ạ? Nhưng mà lỡ đi, một bên nữa chẳng hạn Indonesia đi, nó lại có nằm dưới trong cái hệ thống đó luôn. Rồi một bên chẳng hạn Malaysia nó phát triển bên đó đi, 4 quốc gia, mỗi quốc gia nằm 2 quốc gia một bên, 2 quốc gia một bên, thì các anh chị em nghĩ đi, thu nhập các anh chị em có thể lớn hơn rất là nhiều. Được chưa? Nên đó. Nhưng mà ngày hôm nay các chị em phải hình dung lại vậy này. Không phải tự dưng ngày hôm nay các chị em sẽ giới thiệu được một người bên Anh hay một người bên Canada, mà là mình phải hình dung ra một cái tính chất gọi là bắc cầu. Bắc cầu. Thay vì bây giờ là gì? Thay vì mình đi một lèo là mình giới thiệu luôn một người Canada, thì khi mình xây dựng những con người ở Việt Nam, chẳng hạn mình xây dựng trong một cái cộng đồng 100 người trong hệ thống của mình, thì mình sẽ liên hệ với 100 người này, nói này, bạn có những người bạn nào ở bên Nhật không? Bạn có những người bạn nào bên Canada không? Bạn có những người nào bên Đức không? Tại sao mình không chia sẻ qua bên đó? Đúng không? Hoặc là bạn có bạn nào ở bên Úc không? Thì hãy chia sẻ bên đó. Ok chưa? Vậy có phải rằng là gì? Từng bước nó lan ra. Chứ bây giờ bình thường mình làm gì có mối quan hệ bên Canada? Đúng không? Nhưng mà thông qua những người bạn của mình thì có thể phát triển qua tới Canada. Ok chưa? Vậy thì các anh chị em phải hình dung ra một điều nữa rằng là gì? Bạn của mình đó là hữu hạn, nhưng mà bạn của bạn nó là vô hạn. Và điều này các chị em phải nhớ trong đầu, đúng không? Nên rằng là từng bước, từng bước, từng bước
đụng cái có luôn. Các anh chị em thấy đi, ngay cả việc mà một tập đoàn nào đó hay một cái công ty nào đó, đúng không? Hay một tổ chức nào đó để tuyển ra được một người giỏi, đâu có phải rằng là tuyển người đầu tiên được đâu. Các anh chị em thấy đi, có nhiều người nộp đơn đi, cả trăm đơn, công ty đó mới nhận được một thành viên. Bài học này Vũ học được từ hồi 2004 các anh chị. Bài học mà tuyển dụng này là Vũ học được từ 2004. Lúc đó Vũ mới có nghĩa là 20 tuổi. Bởi vì lúc đó Vũ đang ở chung với, ở trọ đó, ở trong phòng trọ ha. Là dãy trọ đó. Có một anh làm học xong đi làm dầu khí. Anh về anh chia sẻ như vậy nè. Anh là một trong gần 300 người. Có nghĩa tuyển dụng gần 300 người. Anh mới là một cái người, một trong những người mà lọt vô vòng đó thôi. Có nghĩa là anh phải chấp tới 300 người khác. Và thu nhập của anh cực kỳ cao các anh chị. 50.000 lận. Mà các anh chị biết 50.000 đô mà từ thời 2004 thì nó to lắm các anh chị. Làm bên dầu khí các anh chị. Nên đó, các anh chị em hình dung là này, trong ngành kinh doanh này nè, không phải tất cả chúng ta đều là giỏi hết. Nhưng có một sự thật. Có một sự thật là chúng ta dở. Đúng không? Chúng ta cứ nhận mình dở đi. Rồi chúng ta giới thiệu những người dở. Rồi những người dở, những người dở, những người dở. Xui cái có một người giỏi thì sao? Ví dụ chúng ta có bên trái 100 người, bên phải 100 người. Đúng không? Lỡ một cái người thứ 101 là người giỏi thì sao? Thì có phải tất cả những gì mà 100 người dở này, có phải người giỏi đó, họ giúp cho 100 người dở này phát triển không? Đó là điều tuyệt vời các anh chị. Vũ đâu có biết ở trên Vũ có là ai đâu. Đúng không? Nhưng mà sự thật rằng là gì? Khi cái người đó giới thiệu Vũ ra xong, thì có phải là trên của Vũ biết bao nhiêu người Vũ đẩy một phát lên tới tận cung trăng không? Đó là điều bình thường các anh chị. Nên á, trong cuộc sống á, là gì? Với kinh doanh bình thường, thông thường, mình bắt buộc phải tìm người giỏi. Mình mới phát triển được. Nhưng đối với kinh doanh này thì sao? Cứ từng bước, cái người này biết chút, mình không phải gọi là họ dở, nhưng mà mình tự nói, mình dở đi. Mình coi, ví dụ mình dở đi, thì mình chưa giỏi đúng không? Thì mình giới thiệu người khác chưa giỏi, chưa giỏi, chưa giỏi, chưa giỏi. 100 người chưa giỏi, mà đùng một người giỏi thôi. Tuyệt vời. Được chưa? Chẳng hạn giống như ví dụ đi, 100 người, cái anh chị em giới thiệu được, trong đó tự nhiên xuất hiện anh Chu Phong đi, đúng không? Resident 1 sao đó, hoặc ở bên này đi, hoặc là Mr. Thông đi, Resident đó. Xong phim rồi. Các anh chị em biết hình dung rồi. Đó là cái mà các anh chị em cần phải thấy. Ok chưa? Đó là sức mạnh của ngành kinh doanh network đó các anh chị. Nhưng mà không phải mô hình nào nó cũng có thể giúp cho các anh chị em thành công được. Các anh chị hiểu, trong mỗi công ty network nó sẽ có cái cách tính làm sao để cho sao công ty nó vừa tốt nhất và những người phát triển trong đó tốt nhất. Ok, cái này là sẽ chia sẻ sau. Rồi bây giờ Vũ sẽ chia sẻ thêm một cái phần nữa. Ở đây hôm nay Vũ cũng chia sẻ các chị em như thế này. Có một cái hiện tượng mà cướp tài khoản. Cái này nó diễn ra hoài à. Đó là gì? Có nhiều trường hợp lắm. Có những trường hợp là làm chung với nhau, tạo chung mật khẩu với nhau, rồi trong đó có một người xấu, họ lấy hết tài khoản của người đó, họ thay đổi thông tin hết. À các chị em nha, đó là một trong những trường hợp mà đó là gì? Tạo chung một tài khoản. Đó coi là gì? Tất cả tài khoản của cái nhóm đó lấy chung một cái kiểu mật khẩu. Cái thứ hai đó là gì? Đó là quen nhau, mối quan hệ quen nhau, bắt đầu là gì? Đưa cho nhau rồi mất. Được chưa? Thấy nhiều quá mất. Thực ra chuyện bình thường các anh chị. Ngay cả mình cho mượn tiền mà mình còn bị mất mà, đúng không? Cho mình bạn mình cho mình mượn tiền thôi, nhiều khi mình còn sốc mà, nhiều khi họ không trả mình mà quay lại nữa. Họ còn làm nhiều thứ, đúng không? Những lời lẽ không tốt mà. Đó là chuyện bình thường các anh chị. Trong kinh doanh cũng vậy các anh chị. Ok chưa ha? Nên á, rằng là các anh chị em phải hình dung rằng là ngay cả mình đi, mình cầm cái túi sách hay mình cầm cái điện thoại, mình đi ra đường đấy, dịch mất đi. Nhiều khi mình cũng đâu có đòi được đâu. Nên á, Vũ cũng chia sẻ các anh chị, trong một cái khoảng thời gian thì lâu lâu Vũ mới hỗ trợ được, có thể lấy lại được. Nhưng mà không phải lúc nào cũng có thể lấy lại được hết. Bởi vì chính sách nó là như thế rồi. Các chị em không giữ được, người ta đã đổi thông tin hết, người ta KYC hết rồi, thì làm sao mà nó được, người ta mà lấy lại được. Các chị em hình hiểu ý chỗ này ha. Đôi lúc có những cái thì chúng ta có thể xử lý được, nhưng đôi lúc không thể xử lý được. Ok, bởi vì chúng ta là những người trao cho họ cái cơ hội đó mà.
mình đang trao cơ hội cho họ lấy tài khoản của mình thì làm sao mà mình có thể lấy lại. Các chị em hiểu ấy. Chẳng hạn giống như có một số trường hợp như sau này. Lên Telegram, lên WhatsApp, lên trên Facebook, lên trên Zalo, xong mới tự dưng nghe chat với mấy thằng nước ngoài. Đúng không ạ? Sau đó chat đâu là 2-3 ngày sau bắt đầu sao? Thằng nước ngoài nói hay quá. Hay cái gì đó. Tự dưng á, là mình có một cái tài khoản Titanium hay là Titanium Pro đó. Sau bắt đầu mình đưa username cho nó, đưa mật khẩu cho nó, nói nó rằng mày vô mày xem đi. Thì nếu được thì mày làm. Nó vừa vô xem cái, nó đổi mật khẩu, đổi thông tin hết luôn. Thì đó là cái mà mình trao tài khoản của mình cho người khác rồi các anh chị. Ok chưa? Các anh chị em lưu ý cho này nè. Nên tất cả mọi thứ các anh chị em cần phải chú ý. Khi các anh chị em làm thì từng bước chúng ta chưa làm được cái này thì chúng ta sẽ hỏi những người kế tiếp, những người giới thiệu trực tiếp chúng ta. Đặc biệt Vũ cũng nói các anh chị rất là nhiều lần, hãy liên hệ với người giới thiệu các anh chị. Bởi vì các anh chị em phải làm cho họ có trách nhiệm để chăm sóc các anh chị. Các anh chị em hình dung ý. Ok chưa? Ai là người giới thiệu trực tiếp các anh chị, hãy làm việc với người đó. Rồi người đó sẽ liên hệ với cái người khác. Bạn phải nói với người đó. Còn á, trong cuộc sống đôi lúc sẽ có những trường hợp bạn giới thiệu, có những người giới thiệu mình xong họ bỏ mình đó. Thì các anh chị phải nói thẳng với họ, nhắn tin cho họ luôn, làm cho họ biết. Trong tương lai nếu bạn làm cái gì, bạn hãy tránh tôi ra đi. Đừng bao giờ chơi với tôi nữa, đừng có bao giờ làm cái kiểu trò đó với tôi nữa. Bạn phải làm như thế. Thì sao? Họ mới có suy nghĩ để làm gì? Để sau này họ làm á. Họ không thể làm cái kiểu đó như vậy được. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Ok ha. Đó là những cái mà các anh chị em khi đi làm thì các anh chị em phải rõ ràng. Được chưa? Thêm một cái trường hợp nữa là tuyệt đối mà cái điều này đầu tiên là Vũ đã chia sẻ khi mới khởi đầu á, Vũ hay chia sẻ. Tốt nhất, Vũ nói với các anh chị em, tốt nhất là đừng bao giờ hai người chung một tài khoản. Được chưa? Hạn chế mức tối đa cái việc này. Bởi vì khi mà hai người cùng chung một tài khoản, cái lúc suy nghĩ á, bình thường á, anh với em với nhau á, là chuyện bình thường với nhau. Nhưng mà là gì? Khi mới có 1.000 đô, 2.000 đô, 5.000 euro. Thực sự mà nói, nó chưa phải là con số lớn. xin phép các anh chị xíu nha. Nó chưa phải là lớn. Nhưng khi mà nó lớn rồi, tiền nó nhiều, nó lên tới 50.000, 100.000 euro, 1 triệu euro. Thì các anh chị em biết rằng là gì? Con người mà, bản chất của con người là luôn luôn ích kỷ các anh chị. Thực sự, bản chất của con người là luôn luôn ích kỷ nha. Sự thật đó các anh chị. Nhưng các anh chị em để ý này, hai người cùng chung một tài khoản, bắt đầu nó sẽ có nhiều xích mích xảy ra. Bởi vì người này làm ít, người này làm nhiều. Vũ nói thiệt các anh chị này, ngay cả vợ chồng thôi vẫn còn ly dị đầy đó kìa. Đúng không? Có con có cái đó mà còn ly dị đầy đó kìa. Thì đừng có nói rằng là hai người bạn. Các chị em hiểu ý chỗ này. Nên rằng là hạn chế. Vũ không phải nói rằng là tất cả cho mọi người. Lâu lâu có những tình bạn rất là tuyệt vời. Lâu lâu vẫn có những tình bạn cực kỳ tuyệt vời các chị. Nói thật, có những tình bạn cực kỳ tuyệt vời. Nhưng hạn chế tối đa cái việc là hai người cùng chung một tài khoản. Ok chưa? Nha. Đó là cái điều mà Vũ chia sẻ để cho các anh chị em lưu ý chỗ này. Được chưa? Còn trường hợp ví dụ hai người cùng chung một tài khoản thì phải có được cam kết đàng hoàng, rõ ràng là đàng hoàng, mọi thứ phải đàng hoàng, phải rõ. Và đặc biệt thêm đó là phải làm sao đó cho nó phù hợp, để là tránh cái trong tương lai. Đừng bao giờ nghĩ đơn giản. Thực ra đừng có bao giờ nghĩ đơn giản. Nhiều khi trong kinh doanh đó, mình không biết được đâu. Khi có vài ngàn đô không nói chuyện gì, 1 triệu đô là có vấn đề. Tất nhiên hai người bạn này, có thể hai người bạn này cực kỳ tuyệt vời. Nhưng các chị phải nhớ này, đằng sau lưng của hai người bạn này sẽ có hai người phụ nữ khác. Được chưa? Và đằng sau lưng hai người đàn ông này hoặc hai người phụ nữ này thì sẽ có những người đàn ông khác, những người phụ nữ khác, những đứa con khác. Các chị em hình dung ấy. Tại sao có những cái hiện tượng trong xã hội là gì? Tại sao mà anh em với nhau thì không có đấu đá với nhau? Nhưng mà sao? Nhưng mà đằng sau lưng vì tác động từ vợ con, từ con cái, từ dòng họ, từ này kia thì sao ạ?
Nhiều khi cha mẹ, con cái còn từ nhau không nhìn với nhau chỉ vì những mét đất, vì từng viên gạch. Đúng á. Thì đừng có nói rằng là một cái tài khoản chung mà một tuần 20 ngàn, sắp tới nó lên tới 70 ngàn thì sao, 75 ngàn thì sao. Đúng không? Chưa kể mà lỡ mà với tuần nào mà công ty nó cũng chia lợi nhuận, tháng nào nó cũng chia lợi nhuận, quý nào cũng chia lợi nhuận, thì lúc đó ăn chia làm sao? Khó lắm các anh chị, khó lắm. Nên khi bắt đầu hãy cố gắng làm sao phải rõ ràng nhất có thể các anh chị. Ok chưa? Ok ha. Rồi, bây giờ Vũ sẽ chia sẻ cho các anh chị em thêm một cái yếu tố nữa. Cái này là cái nhức nhối. Đó là hiện tại bây giờ các anh chị em lưu ý này. Thực ra khi Vũ bắt đầu phát triển rau, đúng không? Thực ra đâu có ai làm đâu. Vẫn có người làm trước đó, vẫn có những người tham gia trước đó, chứ họ đâu có làm, đúng không? Họ đăng ký đâu đó không biết. Nhưng khi mà cái cộng đồng mà từ hệ thống Mai Rau One phát triển á, rất là lớn, thực sự từ tài liệu, từ phim ảnh, từ tất cả mọi thứ nó bung ra, thì sao ạ? Thì có những trường hợp họ đăng ký trước đó, họ quay lại họ làm, họ không nằm trong hệ thống từ Vũ trở xuống. Rồi có những người á thì sao, trong quá trình làm xích mích với tuyến trên, xích mích với những người xung quanh, xong bắt đầu là chạy lên mạng đi tìm những cái người khác ở các nước khác, xin người ta một cái tài khoản, xong bắt đầu phát triển. Bây giờ Vũ sâu vào cái thì vấn đề này xíu. Các chị em phải hiểu rồi này. Có nhiều người họ cứ nghĩ làm cho tuyến trên hưởng. Bây giờ Vũ chia sẻ các anh chị, đôi lúc mình có những xích mích, có những cái này cái kia, nhưng tốt nhất đó, Vũ nói thiệt, nếu các anh chị em làm mà cho một cái người Việt Nam có được tiền đó, thì cũng đáng hơn làm cho một cái thằng nước ngoài nó có tiền. Mà nó ở đâu các anh chị em không biết. Đúng không ạ? Ít dù nhiều, Vũ nói thật luôn nha, có những người trong hệ thống nói thật, đôi lúc đó Vũ không dám nghe tới tên của họ luôn á, nhưng mà họ vẫn lên được director, họ kiếm được rất là nhiều tiền, thật luôn, nhưng mà vẫn rất là vui. Bởi vì sao? Bởi vì họ nói nhiều thôi chứ không gì đó. Mà bản thân Vũ đã nói nhiều, nhưng mà gặp họ nói nhiều hơn. Các chị hình như vui cho xíu nha. Nhưng mà Vũ rất là mừng, là bởi vì á, là họ loay quay từ rất là nhiều chân, từ bao nhiêu thứ lăn lộn, nhưng mà khi đến với rau họ thành công, họ kiếm được nhiều tiền, là mình mừng lắm các anh chị. Đôi lúc á, có những người nói tôi ghét cái người đó lắm, nhưng không phải. Các anh chị em hình dung này này, những cái người đó đó, những người Việt đó đó, tất nhiên cuộc sống vùi dập họ, công việc này, công ty này, cơ hội kia vùi dập họ, họ thất bại này, thất bại kia, nên là sao, cái sự phản kháng của họ lớn, được chưa? Rồi họ sao, đôi lúc á, trong cuộc sống thì sao, thì các anh chị em biết rằng có những người á, thì anh nói nó không có vui, nó không có hay, nó không có tế nhị hoặc cái gì đó, được chưa? Nhưng mà về cơ bản rằng là gì, khi họ đón nhận một cơ hội thì họ vẫn rất là ok, đúng không? Còn cái cá tính của họ, cái cách nhìn của họ, cái góc nhìn của họ, cái lời phán của họ thì kệ của họ. Cái vấn đề mình làm thì mình làm thôi, mà lỡ mà họ được hưởng hoa hồng á của mình á thì hãy chúc mừng họ. Ít dù nhiều họ cũng là người Việt Nam, ít dù nhiều họ cũng là một người trong cái nền tảng này, nhưng mà nói là gì, họ trong Việt Nam, họ có được tiền thì sao ạ? Họ về họ chăm lo cho con cái của họ. Các anh chị em hãy hiểu như vậy này, trong cái lần dịch Covid này này, nước nào họ cũng chỉ bảo vệ cho nước của họ thôi, họ phải lo cho công dân của họ trước, đúng không ạ? Chừng nào họ có dư thì họ mới giúp cho những nước khác thôi, chứ khơi khơi đâu mà họ đi chăm người ngoài trong khi người nhà họ chưa chăm. Thế thì tại sao các anh chị em không nghĩ tới cái cảnh đó là gì? Các anh chị em đi làm với những người trong hệ thống Việt Nam, các anh chị em giúp cho những người ở trên chúng ta, những người trong Việt Nam có tiền, thì có phải rằng là bớt đi nhẹ gánh được một cái phần nào đó cho gia đình của họ, cho cái nơi họ đang sinh sống, làng, xã, phường, quận, huyện, thành phố nào đó trong cái đất nước này, đúng không ạ? Hãy nhìn vào dịch Covid đi. Có phải rằng khi xảy ra đi thì cái nước nào thì họ sẽ chăm cho lo cho nước đó chứ? Họ phải đóng
đóng băng hết, cách ly hết cả thế giới này. Đúng không? Chừng nào họ có dư, họ thoải mái, trên tinh thần gì đó họ mới giúp đỡ với nhau thôi. Nhưng mà sự thật là gì? Tất cả những gì mà chúng ta phải suy nghĩ ra một cái là hãy nhìn vào góc nhìn lớn hơn. Cứ chạy bây giờ đi làm, đúng không? Có tất cả mọi thứ, tất cả mọi công cụ, tâm huyết bỏ ra bao nhiêu, các anh chị em không phải tốn thêm gì nhiều hết. Rồi các anh chị em học hiểu xong tự dưng ấy, ghét cái người tuyến trên của mình, hoặc là gì, chắc họ không hỗ trợ gì được của mình được một bên, rồi mình không chạy được một bên. Rồi tự dưng bắt đầu là thấy thằng nước ngoài đâu đó, thằng Tây nào đó, xong bắt đầu lên trên mạng, bắt đầu đăng ký. Rồi bắt đầu là gì, xin một mã, có được một bên thật to, xong mình phát triển bên này. Cuối cùng ai hưởng? Các anh chị em hình dung ạ. Rồi cái người mà giới thiệu cho các anh chị em họ được cái hưởng cái gì? Vũ nói thiệt các anh chị, ít dù nhiều, các anh chị em có thể ghét họ, nhưng sự thật nếu mà họ nhận tiền từ các hoa hồng, từ các anh chị, từ trong nền tảng đó, Vũ nói thiệt nha, trong đầu họ vẫn luôn luôn nghĩ họ cảm ơn, nhưng có thể họ không tự tin ra nói ra để cảm ơn các anh chị. Các anh chị em hình dung vậy? Đó, làm việc là phải như thế. Phải khao khát làm sao mình có thể chưa kiếm được tiền, nhưng mà khi mình làm mà thằng người khác, thằng khác, con khác, cô khác, bà khác, chú khác mà kiếm được tiền là mình phải vui, mình phải mừng. Được chưa? Bởi vì khi họ có tiền, họ sẽ họ mua sắm, họ xài cái gì đó thì họ sẽ đóng thuế nhiều hơn, đúng không? Họ đóng thuế cho cái nơi họ đang ở. Nhưng mà sao? Cái những cái sản phẩm đó, những cái dịch vụ đó nó sẽ lan tỏa trong thực ra trong cái đất nước này. Ok chưa? Ok ha. Hãy nhìn góc nhìn rộng ra hơn. Bây giờ Vũ hỏi các anh chị này. Thật ra nha, Vũ nói luôn, trong khoảng thời gian vừa qua có rất là nhiều người đăng ký cho những người khác trong cái hệ thống nền tảng MyRaOne. Và Vũ kiểm tra username không nằm trong hệ thống của Vũ. Rất nhiều luôn. Rất rất nhiều luôn. Được chưa? Trong cái nền tảng hệ thống MyRaOne không thấy tên. Ở đâu đó? Bởi vì sao vậy? Bởi vì có nhiều thành phần. Được chưa? Tham gia đây xong rồi bắt đầu lên mạng á, chạy. Tại vì sao vậy? Bởi vì các anh chị phải hiểu rằng là gì? Có nhiều người họ tạo bên kia đó, mấy thằng bên kia nó tạo ra đã xong bắt đầu là nó cho. Nó đem đi cho, đúng không? Rồi xong bắt đầu sao mình lấy đó mình làm. Bây giờ vừa hỏi các anh chị này, khi các anh chị em lấy xong, các anh chị em làm, rồi nó cho mình được những cái phần này, phần kia. Tất nhiên, lúc đầu mình cũng sẽ ngon đó. Nhưng mình hãy nhìn vào cục diện lớn hơn. Trách nhiệm của một người chia sẻ thông tin. Khi các anh chị em phát triển đi, các anh chị em có một bên. Các anh chị em khao khát, ai cũng sợ. Các anh chị em mà chưa gọi là những người leader thì mình, những người leader lớn đó, thì thực ra họ có thể giúp đỡ tất cả mọi thứ được. Nhưng đôi lúc có những người, họ nghĩ đơn giản quá nên họ cứ lấy vậy, họ lấy một cái mã xong họ nghĩ là họ có một bên họ sẽ làm được. Bây giờ Vũ hỏi này, các anh chị em nghĩ các anh chị em có một bên rồi làm, rồi các anh chị em giới thiệu ra những người Việt Nam vô đây, đúng không? Các anh chị em có nghĩ là những người Việt Nam này, những cái người mà các anh chị em giới thiệu trực tiếp, họ có cần một bên không? Họ có suy nghĩ giống anh chị không? Có. Rồi họ lại chạy đi kiếm mã khác để họ làm giống như những điều mà các anh chị em đang làm à? Tất cả mà ai cũng làm kiểu đó thì sao à? Nó đâu còn gọi là một cái nhân văn trong công việc kinh doanh đâu các anh chị. Các anh chị em hình dung ấy, nó đâu còn là nhân văn đâu. Có rất là nhiều người luôn. Đúng không? Chạy đi chỗ này xin mã, đầy lắm, nhiều lắm. Ok chưa? Rồi bắt đầu là chia phần trăm này phần trăm kia, rồi vẽ ra đủ loại thể loại để làm sao mà có nghĩa là mình có lợi nhiều nhất là có thể. Chính vì chỗ đó các anh chị, chỗ này này, cái vấn đề chỗ này này, thực ra có nhiều người làm thì là điều vui, đó là điều tốt, không có gì ghê gớm cả. Nói chung là đó là một điều trong những điều mà mọi người làm được là tốt. Nhưng có một điều là khi cùng làm trong một nền tảng, cùng một hệ thống, thì khi mà mình chia sẻ thông tin cho có người này người kia thì sao ạ? Thì thông tin nó sẽ chuẩn hơn. Được chưa?
Còn đối với nhiều người á, mà cứ lang thang kiểu này á, lang thang á, thì sao họ sẽ làm bất chấp. Phần lớn, rất là nhiều người rồi, Vũ để ý rồi, họ làm bất chấp mà. Bởi vì sao? Ngay hành động từ ban đầu của họ, họ đi lấy về, lôi về ở đâu đó, thì sao ạ? Thì họ sẽ phát triển đó. Sẽ khi họ phát triển thì sao? Có nhiều người họ đăng lên tùm lum tùm la hết, giảm giá rồi tùm lum tùm la, rồi tuyên bố là tháng 6 là sẽ ra sàn nội bộ này, rồi năm sau sẽ lên 1.000 euro, 2.000 gì đó, tùm lum tùm la hết. Nó không có chuẩn. Và khi mà Vũ kiểm tra ra thì nó không nằm trong hệ thống của Vũ. Thì bây giờ không nằm trong hệ thống của Vũ thì làm sao Vũ nói được? Đúng không ạ? Làm sao mà Vũ có thể rằng tác động được? Không được. Ok. Được chưa? Còn nếu ví dụ giống như mà nằm cùng trong một cái nền tảng thì anh em á, thì nói chuyện với nhau nó sẽ dễ dàng hơn. Chẳng hạn ví dụ hiện tại bây giờ có 50-60 director. Ví dụ những người nào mà làm sai đi thì Vũ sẽ gọi điện, Vũ liên hệ được, Vũ nói được. Ừ anh ơi, anh xem coi cái nhóm anh đó nó làm sai kìa. Đó, anh nói với họ đi, cái người đó đang trục lợi kìa. Đúng không? Hoặc là người đó như thế này như thế kia. Thì mình làm á, nó rất là dễ. Bởi vì khi có tính liên kết, tính hệ thống á, thì sao ạ? Thì một ai đó mà làm mà sai sự thật thì mình có thể rằng là gì, tác động được. Còn bây giờ họ không nằm trong hệ thống của mình, làm sao mà mình tác động được? Ok, các anh chị em hình dung ha. Nên á, ở đây các anh chị em phải lưu ý chỗ này nè. Có nhiều anh chị em nói với Vũ rằng là sao không nói với những người đó. Thực ra Vũ không thể nói được, bởi vì họ đâu có nằm trong hệ thống của Vũ đâu. Vũ kiểm tra rồi Vũ đâu thấy đâu. Chính vì không có nằm trong được, làm sao mà Vũ kiểm tra được. Ok chưa? Rồi, thế thì bây giờ Vũ cũng chia sẻ cho các anh chị em một cái để cho các anh chị em thấy được vấn đề. Với nền tảng của MyRoundOne của chúng ta thì chúng ta có thể phát triển được khắp mọi nơi. Đúng không ạ? Mà các anh chị em phải nhớ một điều rằng là gì? Con người nó sẽ hướng về cái lớn nhất. Con người ta sẽ hướng về những cái gì đó mà quy củ nhất. Con người ta sẽ hướng gì về có một tính chất hệ thống nhất. Con người ta sẽ hướng về một cái hệ thống mà có thể giúp cho nhiều người thành công hơn. Có thể trước mắt những cái người đó lang thang đó, đúng không ạ? Lôi lâu đó, lôi về, đúng không ạ? Thì sao ạ? Thì có thể là họ kiếm được tiền đó. Nhưng để mà giúp cho những người khác thành công á, thì lại một câu chuyện khác. Lại một câu chuyện khác. Nhưng với hệ thống MyRoundOne thì sao ạ? Thì có khả năng giúp cho các anh chị em thành công nhanh hơn và bền vững hơn. Thì có thể rằng là trong thời gian tới thì có những người mà trong cái nền tảng đó, những cái người khác mà trong cái nhóm khác, những cái đơn vị khác, đúng không ạ? Thì sao ạ? Họ có thể dịch chuyển vào cái hệ thống MyRoundOne thì sao? Ok. Nên á, Vũ cũng chỉ nói với các anh chị em như thế này. Hạn chế tối đa cái việc rằng là gì? Đôi lúc mình làm có những người mình không thích. Nhưng mà mình hãy nhớ một điều rằng là công việc kinh doanh này tất cả mọi người như nhau. Trong trường hợp mà lỡ mà mình không thích người đó, đúng không ạ? Thôi mình bỏ qua bên. Lỡ mà mình làm cho họ có nhiều tiền mà mình cũng ghét họ luôn á, thôi dẹp qua bên đi, mình suy nghĩ tao không có muốn giúp mày đâu. Nhưng thực ra là gì? Mày cứ giàu đi, con cái nhà mày sẽ tốt hơn, rồi dòng họ nhà mày tốt hơn. Đó, thì mình cứ suy nghĩ như vậy á, nó sẽ dễ dàng hơn. Được chưa? Chứ đừng có nghĩ rằng mình làm cho thằng đó nó kiếm tiền. Ok, các anh chị em thấy đi. Tất cả các bà mẹ, tất cả các ông bố, được chưa? Ra ngoài đường có thể hùng hổ, có thể rằng là vơ vét, có thể làm đủ mọi cách. Nhưng phần lớn tất cả mọi thứ họ làm, cuối cùng sao? Họ chỉ để kiếm, ráng kiếm được bằng mọi giá. Họ kiếm được về để làm gì? Để họ nuôi con họ thôi. Đúng á. Có những người làm đúng và lâu lâu xót ra những người làm sai. Các anh chị hình dung ạ. Và thực sự rằng là gì? Đất nước chúng ta rất là nghèo các anh chị. Đừng có nhìn vào các tòa nhà nhiều. Mấy cái đó rằng là nó không có thật đâu. Các anh chị hình dung không? Xây ba cái tòa nhà đó dễ ẹc à. Không bao nhiêu tiền hết á. Hãy nhìn vào thực tế đi. Thế giới nó xây tàu cao tốc này, tàu điện này. Nó xây ngập hết rồi, nó chạy 50 năm rồi nè. Mà Việt Nam mình xây mẹ
xài mười mấy năm là chưa chạy được nè. Hãy nhìn vào những cái thực tế nè, chứ đừng có nhìn thấy tôi building nhiều rồi, các cái đường cao tốc này cao tốc kia là Việt Nam phát triển là giàu lắm. Đừng có nhìn vào cái đó, hãy nhìn vào thực tế hơn. Thực ra Việt Nam cực kỳ nghèo các anh chị, nghèo lắm các anh chị. Các anh chị chưa, dịch còn xíu thôi xếp hàng hàng nghìn người đi xin gạo rồi các anh chị. Các anh chị phải thấy được điều đó, đúng không? Nên rằng là gì, với kinh doanh nào đó mà mình có cơ hội giúp cho người khác giàu, cơ hội cho người khác thành công, vui, ngủ ngon, được chưa? Còn đôi lúc mình ghét họ, chuyện gọi bể bề, tôi không giúp anh đâu, tôi giúp cho dọc cho con cái nhà, được không? Được. Ok ha, đó là những cái điều mà Vũ muốn chia sẻ để cho các anh chị em thấy được, và chúng ta sẽ làm mọi thứ cho nó tốt đẹp hơn, cho cái nền tảng này nó có thể rằng là bay xa hơn, vươn xa hơn. Và hy vọng rằng là hệ thống Myro One của chúng ta là những người trong cái quốc gia ở chúng ta, ở Việt Nam, hoặc là những người Việt ở nước ngoài. Vũ kia chia sẻ này, Vũ cũng chỉ nói với các anh chị em những người Việt ở nước ngoài. Không phải là Vũ chỉ chăm cho những người Việt ở trong nước, không phải. Nhưng thực tế các anh chị em khi ở nước ngoài, các anh chị em đã lợi thế hơn rất là nhiều rồi. Được chưa? Các anh chị em có để ý không? Khi các anh chị em ở nước ngoài, các anh chị em kiếm được tiền, thì các anh chị em cũng gửi, lâu lâu các anh chị em vẫn gửi những phần quà về cho bà con cô bác ở Việt Nam mà. Đúng không? Đó là cái sự thật các anh chị. Thì đây là một kinh doanh, nó rất là lợi thế. Nếu các anh chị em là những người Việt ở nước ngoài, thì cố gắng làm sao thông qua cái chương trình này mà liên kết được với những người Việt Nam. Đừng có suy nghĩ rằng là những người ở Việt Nam là tất cả mọi người đều dở hơn mình. Được chưa? Có sự thật rằng là rất là nhiều người dở, nhưng không phải ai cũng là những người dở. Các chị em hiểu ý cho này ha. Nên á, ráng làm sao nếu có đăng ký á, thì hãy đăng ký những người sống trong nước Việt Nam, rồi các anh chị em phát triển ở nước ngoài. Thì như vậy các anh chị em sau này, các anh chị em không cần tặng quà làm gì hết, các anh chị em không cần phải cứu trợ Việt Nam hết. Thông qua Rao One, các anh chị em đã giúp cho những người ở Việt Nam phát triển được thị trường quốc tế rồi đó. Được chưa? Thông qua Rao One, các anh chị em có thể giúp cho ở Việt Nam mở công xưởng ở thế giới rồi đó các anh chị. Được chưa? Thay vì Hàn Quốc đi qua Việt Nam đầu tư mở siêu thị này, siêu thị kia, đúng không? Thì có phải rằng Hàn Quốc nó làm giàu trên đất nước chúng ta đúng không? Thì đất nước chúng ta có nhiều người có công ăn việc làm hơn, nhưng một phần lợi nhuận nó sẽ chạy về Hàn Quốc đúng không? Thay vì bây giờ mình sẽ bay qua Hàn Quốc để mở công xưởng thì mình không thể mở được, mình đâu có đủ để tài lực và trí lực để làm việc đó đâu. Nhưng thông qua nền tảng Rao One thì sao ạ? Thì thông qua nền tảng Rao One, thông qua nền tảng nữa, đó là My Rao One, thì có thể làm gì? Từ Việt Nam này có thể phát triển thông qua nền tảng đó, phát triển ra khắp thế giới. Thì tiền từ khắp thế giới nó sẽ đổ ngược vào Việt Nam. Ok ha. Và một lần nữa Vũ muốn nhắn gửi các anh chị em, những ai là thành viên của Myra One, kiếm được tiền nhiều từ Myra One, hãy làm những việc có ích hơn. Việc đầu tiên hãy làm gì? Hãy làm sao cái gia đình của mình, được chưa? Trong dòng họ nhà mình phải khởi sắc hơn. Hãy xây dựng những cái nền tảng trước. Chứ đừng có kiếm được tiền của Myra One xong đem đi vô ba nướng trong đó, đem đi chơi hết chỗ này, chơi hết chỗ kia, đi phá này, phá kia, rồi đầu tư vào những cái thứ mà trước đây chúng ta đã từng quen thuộc cái chuyện mà mất rồi, xui rủi rồi. Các anh chị mình hiểu không ạ? Kinh doanh nó khác cái chuyện cờ bạc. Được chưa? Hãy nhớ rằng là gì? Rao One là một công việc kinh doanh. Ok? Và thêm một cái nữa đó là gì? Có cơ hội để chúng ta đầu tư. Để làm gì? Chúng ta tích lũy tài sản từ từ, trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều hơn. Khi kiếm được nhiều tiền, các anh chị em hãy giúp cho những người khác. Những người đầu tiên mà các anh chị em giúp, đó là những người thân trong gia đình các anh chị, trong làng xóm các anh chị, trong phường xã các anh chị, trong thành phố của các anh chị. Đó là điều các anh chị em cần phải chú ý. Ok. Rồi, một lần nữa, cho Minh Vũ xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị em thật nhiều niềm vui. Và một lát nữa các anh chị em có một giấc ngủ thật là ngon. Bây giờ là 11:15 rồi. Rồi, chúc tất cả các anh chị em ngủ ngon. Và hẹn gặp lại các anh chị trong những cái đoạn video clip khác, trong những cái chương trình livestream khác. Bye bye.